Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 13. Giang Phàm hơi nheo mắt, lao về phía trước, phóng cây thương trong tay ra. Một tia sáng lạnh lẽo vụt qua. Lúc Diệp Quân nhìn thấy tia sáng lạnh lẽo này, một luồng sức mạnh đáng sợ đã bao trùm lấy hắn, hắn không ra tay mà lùi ra phía sau. Nhưng tốc độ của Giang Phàm càng lúc càng nhanh. Mạnh như gió, sắc như mưa. Diệp Quân lùi rồi lại lùi, tốc độ của hắn không nhanh không chậm, mỗi lần chỉ tránh được đòn tấn công của Giang Phàm. Mà tốc độ của Giang Phàm lại càng nhanh hơn. Cây thương càng lúc càng gần Diệp Quân, nhưng Diệp Quân vẫn không ra tay, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Giang Phàm. Cuối cùng, sau khi lùi gần vài trăm mét, Giang Phàm đột nhiên dừng tay rồi nhanh chóng rút lui. Vừa rồi, gã đã đâm ít nhất mấy vạn nhát thương, gã đã đuối sức nên mới dứt khoát dừng lại và lùi về phía sau, định lấy lại sức rồi mới đánh tiếp, nhưng đúng lúc này, Diệp Quân lại như bóng ma biến mất tại chỗ. Đồng tử của Giang Phàm co lại, gã vung thương trong tay, không gian xung quanh bỗng trở nên méo mó, những ánh thương đáng sợ vây quanh gã, hình thành một tấm chắn phòng vệ. Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh. Bởi vì Diệp Quân chưa ra tay, hắn đứng cách đó không xa, lặng yên nhìn Giang Phàm. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Giang Phàm trở nên khó coi, gã tức giận gào to, xông về phía trước, hung hăng vung thương, thiết hỏa. Vừa dứt lời, một đạo thương đỏ trăm trượng phóng ra, khoảng không phía trước lập tức vỡ vụn trong nháy mắt. Lúc này, Diệp Quân đã lui về phía bên phải trăm trượng. Diệp Quân nhìn Giang Phàm, nhưng vẫn không ra tay. Nhìn thấy cảnh này, Giang Phàm sa sầm sắc mặt, sau đó hung hăng đâm thương về phía Diệp Quân, ánh thương phun ra. Lúc này, Diệp Quân lại biến mất. Vụt! Giang Phàm lại đâm trượt. Giang Phàm bỗng cảm nhận được cái gì đó, mạnh mẽ quay người lại, lúc này, một phi kiếm lao tới. Giang Phàm vội vàng dùng thương chặn lại. Bùm! Giang Phàm lùi lại phía sau. Nhưng chưa kịp dừng lại, một thanh phi kiếm khác đã chém tới. Bùm! Giang Phàm lùi tiếp. Một cảnh tượng đáng sợ đã xảy ra. Diệp Quân chậm rãi đi về phía Giang Phàm, mỗi bước đi của hắn sẽ có một thanh phi kiếm chém về phía Giang Phàm. Dưới ánh mắt của mọi người, Giang Phàm lùi hết lần này đến lần khác. Chẳng mấy chốc, Giang Phàm đã lùi xa mấy trăm trượng. Trực tiếp áp chế. Lúc này, Diệp Quân lại biến mất, khi xuất hiện trở lại, trong tay hắn cầm một thanh khí kiếm. Thấy cảnh này, sắc mặt Giang Phàm thay đổi, gã quay người định ra tay, nhưng đúng lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên đánh tới từ phía sau gã. Người kiếm phân ly. Đây là kiếm kỹ mà Diệp Quân tự mình lĩnh ngộ được. Người và kiếm tách ra, trong thật có giả, trong giả có thật, khiến đối phương không thể phân biệt. Cảm nhận được kiếm từ phía sau đánh tới, sắc mặt Giang Phàm trở nên tái nhợt. Gã biết gã thua rồi. Nếu gã quay lại, Diệp Quân trước mặt sẽ rút kiếm ra, nhưng nếu không quay lại thì thanh kiếm phía sau sẽ lấy mạng gã. Quan trọng là kiếm của Diệp Quân quá nhanh. Nhanh đến mức gã không thể tránh né. Vì vậy Giang Phàm không ra tay nữa. Thanh phi kiếm kia cũng không giết Giang Phàm, mà chỉ đánh vào gáy của gã. Giang Phàm nhìn Diệp Quân, ta thua rồi. Diệp Quân đáp, đa tạ đã nhường. Nói xong hắn phất nhẹ tay, khí kiếm sau gáy Giang Phàm lập tức tiêu tan. Giang Phàm nhìn Diệp Quân với vẻ mặt phức tạp, tốc độ khí kiếm của huynh nhanh thật đấy. Diệp Quân mỉm cười, cảm ơn. Giang Phàm lắc đầu, xòe bàn tay ra, một chiếc bình ngọc trắng bay đến trước mặt Diệp Quân. Đây là đan dược phục hồi, huynh uống vào có thể nhanh chóng khôi phục huyền khí và khí lực. Diệp Quân cũng không từ chối, cầm lấy chiếc bình ngọc, cảm ơn. Giang Phàm nói, Diệp huynh, chuyện của huynh quá phức tạp, ta sức yếu không giúp được huynh, xin hãy bảo trọng. Nói xong, gã quay người rời đi. Diệp Quân nhìn Giang Phàm đi ra, rồi đi đến trước mặt Tịch Huyền, chúng ta khởi hành thôi. Tịch Huyền gật đầu. Hai người nhanh chóng lên tàu vũ trụ lại khởi hành. Diệp Quân đứng trên mũi tàu, nhìn tinh không sâu thẳm, trầm mặc không nói. Tịch Huyền đi tới bên cạnh Diệp Quân, cô ấy nhẹ nhàng nói, lần này ta hơi bất ngờ. Diệp Quân nhìn Tịch Huyền cười nói, ta còn tưởng người từ vũ trụ quan huyên sẽ ép chết ngươi, nhưng không ngờ nhiều người lại sáng suốt đến vậy. Diệp Quân gật đầu, trên đời này có người xấu, cũng có người tốt.
Ngay cả thư viện Quan Huyên cũng có mặt tốt xấu. Mọi chuyện đều không thể phủ định toàn bộ. Lần này đến Thanh Châu chính là để đòi lại công đạo cho chính mình. Công đạo. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, thầm nói, tháp gia, người nói xem kiếm chủ nhân gian công bằng với ta sao? Tiểu tháp khẽ nói, nếu ông ấy không công bằng với ngươi thì ngươi giết ông ta luôn đi. Ta ủng hộ ngươi về mặt tinh thần. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Giọng nói bí ẩn vang lên, tiểu tháp, ngươi đang đùa với lửa đấy. Tiểu tháp nhẹ giọng nói, liên quan gì đến ta? Nhà bọn họ có truyền thống giết cha, ba đời rồi. Người ba đời đều có ý định giết cha, ta thật sự khâm phục cả nhà họ. Đặc biệt là tên khốn này, không chỉ có ý định giết cha, còn có suy nghĩ giết mẹ, đời sau mạnh hơn đời trước, thật đáng kinh ngạc. Hai, ta đã tạo nghiệp gì, bọn họ đều không có ai địch nổi. Cả ngày mắng chửi ta, lúc nào ta mới thành hình đây? Lúc này, nó thật sự cảm thấy ấm ức và buồn tủi. Một tháp truyền ba đời, đời nào cũng biến thái. Càng nghĩ càng thấy ấm ức. Giết kiếm chủ nhân gian luôn sao? Diệp Quân lắc đầu cười, bây giờ tháp gia cũng đang nói đùa. Dường như nghĩ tới điều gì, Diệp Quân do dự một chút, sau đó hỏi, tháp gia, không phải ngươi đã từng nói, kiếm chủ nhân gian cũng sẽ nể mặt ngươi vài phần sao? Tiểu tháp đáp lời, ta khoác lác đấy. Diệp Quân im lặng, tháp gia càng ngày càng thận trọng rồi. Đây không phải là một chuyện tốt. Nhất định phải tìm cơ hội ép tháp ra nói thật mới được. Sau trận chiến với Giang Phàm, lần này, đã mấy canh giờ trôi qua không có ai đến gây rắc rối cho Diệp Quân. Mà bọn họ còn cách Thanh Châu 7 ngày đường nữa. Càng đi về phía trước, nguy hiểm càng lớn. Trong bóng tối, càng lúc càng có nhiều cường giả. Thực ra, thế hệ trẻ ra tay thì còn đỡ, bây giờ điều hắn lo lắng là những cường giả lão làng sẽ ra đòn. Hắn không sợ những cường giả trẻ tuổi, nhưng nếu đối phương ỷ lớn hiếp nhỏ thì tình cảnh của hắn sẽ khó nhằn rồi đây. Tịch Huyền cũng cau mày. Quả thực, cô ấy cũng lo lắng điều này. Ba số mệnh đại đạo đấy. Khi thư viện Quan Huyên phát lệnh truy sát, không có bất kỳ hạn chế nào, dù là ai cũng có thể nhận nhiệm vụ này. Cũng có nghĩa là có thể ỷ lớn hiếp nhỏ. Trong thế hệ trẻ, ngoại trừ thiên tài trong bảng yêu nghiệt và những cường giả hàng đầu, về cơ bản không ai có thể tạo ra mối đe dọa cho Diệp Quân. Nói cách khác, tiếp theo, rất có khả năng sẽ có cường giả lão làng đến. Hai ngày trôi qua trong nháy mắt. Chỉ còn chưa đầy 5 ngày nữa sẽ đến Thanh Châu. Trong hai ngày này, không có ai ra tay. Biểu cảm của Diệp Quân và Tịch Huyền trở nên nghiêm túc hơn. Sự yên tĩnh trước cơn bão đấy. Đúng lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước tàu vũ trụ khoảng 100 trượng. Lão ta giơ tay phải lên, sau đó nhẹ nhàng ấn xuống. Một sức mạnh kinh khủng quét thẳng về phía hai người Diệp Quân. Nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt Diệp Quân hơi nheo lại, cất tàu vũ trụ đi. Vừa nói, hắn vừa tiến lên một bước, dùng kiếm chém xuống. Vèo! Trước mặt Diệp Quân, không gian bị xé toạc, khí thế mà ông lão phóng ra đã bị nhát kiếm của Diệp Quân đột ngột chặn lại. Ông lão nhìn Diệp Quân không nói gì. Diệp Quân nhìn chằm chằm lão ta, trầm mặc. Cảnh giới thần kiếp. Cuối cùng cường giả lão làng thế hệ trước cũng đã xuất hiện. Hơn nữa, còn là cảnh giới thần kiếp. Ông lão không nhiều lời, nhìn chằm chằm Diệp Quân, rồi đột nhiên mở lòng bàn tay, trong nháy mắt, một tia sấm sét rơi vào lòng bàn tay của lão ta. Rầm. Không gian xung quanh lão ta lập tức sôi trào. Ông lão đột nhiên nói, đi. Tia sấm sét đột nhiên biến thành một con rồng sấm sét dài hàng trăm trượng, lao về phía Diệp Quân. Con rồng sấm sét này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, bất cứ nơi nào nó đi qua, không gian đều sụp đổ từng chút một, cực kỳ kinh người. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt Diệp Quân hơi híp lại, hắn đột nhiên xông về phía trước. Xoẹt! Một tia kiếm quang xé rách không gian. Thuấn sát nhất kiếm. Nhát kiếm vừa xuất ra. Mọi thứ xung quanh dường như chậm lại. Vèo. Dưới ánh mắt của mọi người, nhát kiếm của Diệp Quân chém nát con rồng sấm sét, sau đó, thanh kiếm chém tới trước mặt ông lão. Ông lão hơi nheo mắt lại, lòng bàn tay lật ngửa, trong cơ thể lão ta đột nhiên bộc phát tia chớp đáng sợ. Bùm. Trong nháy mắt, Diệp Quân bị đẩy lùi ra ngoài mấy chục trượng, khoảnh khắc Diệp Quân bay ra,
một thanh phi kiếm trên đầu ông lão rơi thẳng xuống, không một tiếng động. Thần sắc ông lão vẫn bình tĩnh, chân phải nhẹ nhàng gõ một cái trên mặt đất, trong nháy mắt hóa thành một tia chớp đánh về phía Diệp Quân. Vèo! Thanh kiếm của Diệp Quân đâm thẳng vào không trung. Xa xa, sau khi Diệp Quân dừng lại thì nhìn thấy ông lão hóa thành một tia chớp lao về phía mình. Hai mắt hắn đột nhiên chậm rãi nhắm lại, khi ông lão đi tới trước mặt hắn mấy trượng, hắn đột nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt mang theo vẻ quyết tuyệt. Một kiếm xuất ra. Nhất kiếm quyết sinh tử. Với nhát kiếm này, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết. Khoảnh khắc Diệp Quân xuất kiếm, một luồng kiếm thế đáng sợ như thủy triều lao ra khỏi cơ thể hắn. Khí thế quyết định sống chết. Rầm. Trong ánh mắt mọi người, tia chớp đột nhiên vỡ tan, ông lão trong nháy mắt lui về phía sau mấy chục trượng, ngay lúc lão ta dừng lại, một thanh phi kiếm chém thẳng về phía lão ta. Đồng tử của ông lão đột nhiên co rụt lại, vừa định né tránh, nhưng lúc này, Diệp Quân chợt xuất hiện sau lưng ông ta như ma quỷ. Trong lòng ông lão thầm chấn động, ông ta bỗng quay người lại, vừa quay người lại, một thanh khí kiếm đã giết tới phía lưng lão ta. Lúc này, ông lão rợn cả tóc gáy. Nhưng vào thời khắc mấu chốt này, một tia sáng màu đen đột nhiên đánh vào khí kiếm ở sau lưng ông lão. Rầm! Khí kiếm bị tia sáng đen chặn lại. Còn ông lão vội vàng lao về phía bên phải trăm trượng xa xăm. Sau khi dừng lại, lão ta liếc xéo Diệp Quân ở phía xa, ánh mắt tràn đầy nỗi sợ hãi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Quân nhìn về phía bên phải, có một người đàn ông trung niên đang đứng ở đó. Cũng là cường giả cảnh giới thần kiếp. Vừa nãy là do người này đột nhiên ra tay, nếu không ông lão kia đã là một xác chết. Người đàn ông trung niên liếc nhìn Diệp Quân, sau đó nhìn ông lão, cười nói, Trương lão quái, ta đã nói với ông rồi. Người này không đơn giản, bảo ông đứng đánh một mình với hắn, ông khăng khăng không chịu tin, suýt chút nữa đã toi mạng rồi nhỉ. Trương lão quái nhìn chằm chằm Diệp Quân, ta đã đánh giá thấp hắn rồi. Người đàn ông trung niên cười ha hả nói, người này bây giờ đã là yêu nghiệt số một của Trung Thổ Thần Châu, nếu một mình đánh với hắn. Đừng nói là cường giả cảnh giới thần kiếp, cho dù là cường giả cảnh giới đăng phong cao hơn cả cảnh giới thần kiếp cũng chưa chắc có thể giết được hắn, do đó chúng ta vẫn nên hợp sức giết hắn đi. Vừa dứt lời, 16 người đột nhiên xuất hiện sau lưng ông ta. 16 người này đều là cường giả cảnh giới thần kiếp. Không chỉ muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, mà còn đánh hội đồng theo nhóm. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Diệp Quân tối sầm lại. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm vào Diệp Quân và cười nói, Diệp công tử, bọn ta đến từ nhóm lính đánh thuê Quần Long, không thù không oán gì với cậu, đến đây giết cậu chỉ vì tiền. Ông ta dừng một chút, lại nói tiếp, nếu như cậu có người chống lưng thì cứ nói cho ta biết, bọn ta lăn lộn ở vũ trụ quan huyên nhiều năm như vậy, cũng quen biết với một vài nhân vật có máu mặt. Ngộ nhỡ người sau lưng cậu có quan hệ gì đó với bọn ta. Hoặc bọn ta không thể chọc vào nổi thì bọn ta ắt sẽ không đối địch với Diệp công tử, hơn nữa sẽ hành lễ xin lỗi Diệp công tử. Diệp Quân liếc xéo người đàn ông trung niên, rồi nói, người chống lưng của ta là Tháp Gia. Để tránh bị đánh hội đồng, chỉ đành đưa Tháp Gia ra đầu sóng ngọn gió. Tháp Gia, người đàn ông trung niên cau mày, liếc nhìn những người phía sau, cuối cùng nhìn về phía Diệp Quân, lắc đầu nói, Diệp công tử. Bọn ta chưa từng nghe nói đến Tháp Gia. Xin hỏi, ông ấy là ai? Đến từ đâu? Diệp Quân thầm hỏi, Tháp Gia, người đến từ đâu? Tiểu Tháp im lặng. Mẹ kiếp! Ta đến từ đâu ư? Ta đến từ nhà của ngươi đấy. Tiểu Tháp hoàn toàn không nói nên lời. Thấy Tháp Gia không đáp, Diệp Quân vội vàng nói, Tháp Gia, mau nói đi. Ngươi còn không nói thì ta sẽ bị đánh hội đồng đấy. Tiểu Tháp bình tĩnh đáp, người đừng sợ, chẳng qua chỉ là mấy cường giả cảnh giới thần kiếp thôi mà, người có thể làm được. Sắc mặt Diệp Quân lập tức u ám. Mặc dù hắn yêu nghiệt thật, nhưng vẫn rất khó chống lại hơn mười mấy cường giả cảnh giới thần kiếp. Trừ phi, hắn cũng đạt tới cảnh giới thần kiếp. Trong tình huống như vậy, muốn giết hết đám cường giả cảnh giới thần kiếp này cũng không phải là vấn đề lớn, nhưng bây giờ, hắn chỉ mới đạt tới cảnh giới diệt không. Muốn đánh mười mấy cường giả cảnh giới thần kiếp thì quá khó. Lần này không thể đối chọi trực tiếp được, phải dùng trí khôn. Nơi xa,
người đàn ông trung niên đột nhiên nói, Diệp công tử. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Đương nhiên ông ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngộ nhỡ người chống lưng cho tên này thật sự quá mạnh, đối phương có thể không đánh lại thư viện quan huyên, nhưng không có nghĩa là không đánh lại nhóm lính đánh thuê bọn chúng. Nói tóm lại, mọi chuyện vẫn nên cẩn thận thì hơn. Diệp Quân nhìn người đàn ông trung niên, ông muốn biết thật sao? Người đàn ông trung niên gật đầu, đương nhiên. Diệp Quân bình tĩnh nói, người có biết trận chiến ở thư viện ngày đó, mấy nghìn cường giả của nhà họ An đều bị chém chết. Người đàn ông trung niên im lặng. Diệp Quân lại nói, ngày đó, toàn bộ cường giả nhà họ An đều bị chém chết. Sau đó, ta lại đấu tiếp một trận với người mang thiên mệnh của vũ trụ ngũ duy trong thư viện. Trận chiến đó người mang thiên mệnh triệu hồi thiên đạo, nhưng lại bị ta chém chết, cuối cùng, người mang thiên mệnh đã bại trận. Vừa nói, hắn vừa cười nhẹ, người mang thiên mệnh là người được coi là vô địch trong số những người cùng thời đại đấy, ha ha. Người đàn ông trung niên liếc nhìn Diệp Quân, nhưng không nói gì. Diệp Quân tiếp tục nói, 18 tuổi ta đã trở thành kiếm đế, hơn nữa còn là đại kiếm đế, nếu ta nói Tháp Gia sau lưng ta chỉ là một người bình thường thì ông có tin không? Tháp Gia không nói thì để ta giúp Tháo Gia chém gió nhé. Người đàn ông trung niên im lặng. Đương nhiên là ông ta không tin. Diệp Quân bình tĩnh nói, dĩ nhiên ta không tiện tiết lộ thân phận thật sự của Tháp Gia. Nếu ông vẫn cảm thấy Tháp Gia rất yếu thì cứ xông lên hết đi. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân, không nói lời nào. Diệp Quân nói tiếp, tuy rằng hôm nay ta bị thư viện quan huyên truy bắt, nhưng với đầu óc của ông có lẽ cũng phân biệt được đúng sai trong chuyện này. Nếu như ta đến Thanh Châu, kiếm chủ nhân gian hiển linh, đến lúc đó, ta lật lại bản án này, với thiên phú của ta, ngộ nhỡ được kiếm chủ nhân gian đánh giá cao, sau đó thu nhận làm đồ đệ. Nói đến đây, hắn không nói tiếp nữa. Có một số lời, chỉ cần nói đến đây là được. Sắc mặt người đàn ông trung niên tối sầm lại. Mọi người đều biết rằng lần này Diệp Quân đến Thanh Châu để tìm kiếm chủ nhân gian. Tại sao lại dám tìm kiếm chủ nhân gian? Bởi vì Diệp Quân bị đối xử bất công, hơn nữa mọi người cũng biết rằng phe thế gia và phe tông môn của nhà họ An và thư viện đang chèn ép Diệp Quân. Nếu kiếm chủ nhân gian thật sự xuất hiện, với sự anh minh sáng suốt của kiếm chủ nhân gian, chẳng lẽ lại không lật lại bản án cho Diệp Quân? Một khi bản án được lật lại, thì sự việc đã hoàn toàn khác rồi. Hơn nữa, thiên phú của Diệp Quân yêu nghiệt như vậy, ngộ nhỡ được kiếm chủ nhân gian nhìn chúng và thu nhận làm đồ đệ, thì... Người đàn ông trung niên không dám nghĩ tiếp. Đám đông phía sau ông ta cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng. Diệp Quân tiếp tục nói, này ông... Ta cũng nói thẳng với ông luôn, người sau lưng ta không thể chống lại thư viện quan huyên, nhưng lại có thể chém giết hết đám cường giả của nhà họ An, chẳng lẽ lại không thể giết hết đám người các ông sao? Sau khi trầm mặc một lát, người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói, Diệp công tử, vừa nãy ta suy nghĩ không chu toàn, không nghĩ đến những điều này, hôm nay đã quấy rầy rồi. Ông ta vừa nói vừa ôm quyền, rồi quay đầu nhìn về phía mọi người, đi thôi. Cũng không ai phản đối. Ba số mệnh đại đạo rất hấp dẫn. Tuy nhiên, cậu thanh niên trước mặt rõ ràng có người chống lưng. Người bình thường không có cách nào tham gia vào chuyện này được. Vẫn nên để thư viện quan huyên tự giải quyết đi. Diệp Quân đột nhiên nói, này ông, chờ một chút. Người đàn ông trung niên quay đầu nhìn về phía Diệp Quân. Diệp Quân suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta có thể thuê các ông bảo vệ ta. Người đàn ông trung niên lắc đầu, cậu đừng nói đùa, kẻ thù của cậu là thư viện và đám thế gia tông môn, bảo vệ cậu ư. Bọn ta là lính đánh thuê, không phải là đội cảm tử. Diệp công tử, cáo từ, cáo từ. Nói xong, ông ta quay người bỏ chạy. Diệp Quân. Nghe Diệp Quân nói thế, người đàn ông trung niên cũng cạn lời. Bảo vệ ngươi. Bây giờ cả vũ trụ quan huyên có ai dám đến bảo vệ ngươi chứ? Bảo vệ ngươi tức là đang tuyên chiến với thư viện quan huyên. Ai có gan lớn dám tuyên chiến với thư viện quan huyên? Các thành viên nhóm lính đánh thuê không do dự xoay người bỏ đi. Thật ra trước khi ra tay, họ đã có điều lo lắng nhưng ba số mệnh đại đạo quả thật quá mức hấp dẫn. Nhiều lúc ba số mệnh đại đạo hoàn toàn có thể thay đổi vận mệnh của mình.
Những người ở dưới đáy xã hội muốn thay đổi số mệnh đúng là khó như lên trời, nhưng nếu có số mệnh đại đạo thì lại là chuyện khác. Không thể nói cuộc đời sẽ lên như diều gặp gió, nhưng có số mệnh đại đạo thì cả đời chắc chắn sẽ ít gặp khó khăn, gian nan, có phúc phần nhiều hơn, mà cái này chắc chắn là nghịch thiên với những người tu đạo. Nhưng họ vẫn còn lo lắng nên vừa rồi mới hỏi thế, những người có thể lăn lộn trong những năm nay trong số họ ngày càng lớn, nguyên nhân quan trọng nhất là cẩn thận, bất kể là nhận nhiệm vụ hay làm bất cứ điều gì khác, họ đều cực kỳ thận trọng, thế nên mới có thể đi đến ngày hôm nay. Không lâu sau, tất cả cường giả nhóm lính đánh thuê quần long có mặt ở đó đều lui ra ngoài, đi rất dứt khoát, không hề do dự. Vì hai người đều không hạ giọng mình xuống nên rất nhiều người núp trong tối đều đã nghe được hết cuộc nói chuyện lúc nãy của Diệp Quân và người đàn ông trung niên. Lúc này có rất nhiều người đang rơi vào trầm tư. Trước khi đến đây, mọi người đều chỉ biết số mệnh đại đạo và 100 vạn tiên tinh. Mọi người đều bị tiền thưởng quá lớn làm mờ mắt nên đã xem nhẹ Diệp Quân. Trong trận chiến với Thư viện Quan Huyên ngày hôm đó, người đứng sau Diệp Quân đã dứt khoát loại bỏ hàng ngàn cường giả đỉnh cao của nhà họ An. Quan trọng nhất là tất cả mọi người đều xem nhẹ một chuyện, đó là Diệp Quân đã đánh bại người mang thiên mệnh đến từ Ngũ Duy. Hơn nữa còn chém giết cả thiên đạo. Thiên tài như vậy thì người đứng đằng sau đó liệu có thể là người tầm thường sao? Phải biết rằng, đó là người mang thiên mệnh đấy, là nhân vật được gọi là vô địch trong số những người cùng cấp, mà Diệp Quân lại có cảnh giới thấp hơn người đó nhiều. Mặc dù thắng thua nhất thời không đại diện cho thứ gì cả nhưng điều này cũng đã đủ để chứng tỏ sự đáng sợ của Diệp Quân. Hơn nữa đằng sau Diệp Quân còn có người hỗ trợ và một đại kiếm đế. Có lẽ vị đại kiếm đế đằng sau Diệp Quân đó không chống đối được với thư viện nhưng không có nghĩa là không đấu lại đám người họ. Hôm nay ai giết Diệp Quân thì người đó sẽ bị người đứng đằng sau Diệp Quân trả thù. Nữ kiếm tu đó còn dám giết cả nhà họ An thì ai có thể chịu nổi được sự trả thù của bà ấy. Nghĩ đến đây, nhiều người núp trong tối đều tỉnh ngộ. Tiền thưởng rất hấp dẫn nhưng cũng phải bỏ mạng ra mới được. Trừ khi thế lực của mình có thể không sợ đại kiếm đế trả thù. Thế là có vài người đã lặng lẽ bỏ đi, không muốn nhào vào vũng nước đục này. Diệp Quân và Tịch Huyền ở đằng xa lại bước lên tàu, tàu vũ trụ khởi động tiếp tục chạy về hướng Thanh Châu. Diệp Quân đứng trên tàu vũ trụ, hắn nhắm mắt lại. Thanh Châu. Hắn biết những lời mình vừa nói chắc chắn có thể uy hiếp được vài người, nhưng không thể uy hiếp được tất cả mọi người. Những người còn dám ra tay sau đó chắc chắn là những cường giả xuất thân từ các gia tộc hàng đầu hoặc là cường giả của Thư viện Quan Huyên. Thư viện Quan Huyên. Diệp Quân siết chặt nắm đấm hai tay, hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, cũng không thể không làm thế. Đường cùng. Tịch Huyền ở một bên bỗng bước đến trước mặt Diệp Quân, cô ấy khẽ nói, không sao, đừng quá lo lắng, chỉ cần chúng ta đến được Thanh Châu, kiếm chủ nhân gian xuất hiện nhất định sẽ làm chủ cho chúng ta. Diệp Quân gật đầu, khẽ nói, mong là vậy. Tịch Huyền nhìn Diệp Quân, mỉm cười không nói gì thêm. Ba ngày nữa trôi qua. Ba ngày nay vẫn không có ai ra tay. Tịch Huyền đứng bên cạnh Diệp Quân nhìn tinh vực phía xa, phía trước là tinh vực Thanh Châu rồi. Tinh vực Thanh Châu. Bước vào tinh vực Thanh Châu nhiều nhất 2 ngày là có thể đến được Thư viện Quan Huyên ở Thanh Châu. 2 ngày. Nhiều nhất là 2 ngày. Diệp Quân quay đầu sang nhìn Tịch Huyền liếc nhìn hắn cười nói, có phải ngươi lại muốn đuổi ta đi không? Diệp Quân im lặng không nói. Tịch Huyền khẽ vén sợi tóc qua bên tai, khẽ nói, ngươi yên tâm đi. Nếu kẻ địch thật sự quá mạnh, ta nhất định sẽ chạy trốn trước. Ta không có quan hệ thân thích gì với ngươi, ta sẽ không cùng chết cùng sống với ngươi đâu. Diệp Quân nhìn Tịch Huyền nghiêm túc nói, nếu có nguy hiểm gì, cô nhất định phải chạy đi trước. Tịch Huyền gật đầu, ta biết rồi. Diệp Quân khẽ gật đầu không nói gì thêm nữa, hắn xoay người nhìn về phía tinh vực Thanh Châu, không biết đang nghĩ gì. Không lâu sau tàu vũ trụ chậm rãi đi vào tinh vực Thanh Châu, khi đi vào tinh vực Thanh Châu, thời không cách tàu vũ trụ cả trăm trượng bỗng nứt ra. Ngay sau đó, một ông lão mặc áo đen và hai cường giả mặc áo giáp đen chậm rãi bước ra. Trước ngực bên trái của ông lão áo đen có một huy hiệu. Trên huy hiệu có 2 chữ nhỏ màu đỏ, chấp pháp. Chấp pháp vệ. Có người núp trong tối quanh đó bỗng ngạc nhiên thốt lên.
chấp pháp vệ của thư viện Quan Huyên đến rồi. Khí tức của ông lão áo đen dẫn đầu rất mạnh, đám người lính đánh thuê quần long trước đó không ai có thể so bì được. Cảnh giới đăng phong. Vẻ mặt mọi người đều trở nên nghiêm trọng. Không phải vì cảnh giới của ông lão mà là vì thân phận của ông ta. Chấp pháp vệ. Đây là đại diện chính thức của thư viện Quan Huyên. Ông lão áo đen nhìn chằm chằm Diệp Quân, mặt không cảm xúc, ánh mắt âm trầm lạnh lùng, nghe theo mệnh lệnh của nội các, bắt giữ Diệp Quân, nếu chống trả sẽ bị giết tại chỗ. Chém giết ngay tại chỗ. Dứt lời, ông lão áo đen không nói nhiều lời, tay phải vung lên, hai cường giả chấp pháp vệ phía sau ông ta lập tức biến mất. Ánh mắt Diệp Quân ở trên tàu vũ trụ lóe lên tia tàn độc, hắn tiến đến một bước, tay phải cầm kiếm chém một nhát về phía trước. Vèo. Kiếm quang bỗng nổ tung, thoáng chốc hai chấp pháp vệ bị chém lùi về sau mấy mươi trượng. Thấy thế, xung quanh trở nên im ắng. Phản kháng. Mọi người đều sửng sốt. Diệp Quân phản kháng tức là hắn đang muốn cố chấp chống đối với thư viện Quan Huyên. Ông lão áo đen nhìn chằm chằm Diệp Quân, ánh mắt hiện lên sát ý, tự tìm đường chết. Vừa dứt lời, ông ta bỗng biến mất. Vèo. Một tia sấm chớp xoẹt qua trong không trung. Tốc độ cực kỳ nhanh. Sắc mặt Diệp Quân lập tức trở nên nghiêm trọng, thực lực của ông lão mạnh hơn ông lão cảnh giới thần kiếp trước đó ít nhất 5 lần, không hổ là người đến từ thư viện Quan Huyên, nền tảng quả thật cao hơn rất nhiều. Không dám sơ suất dù chỉ một giây. Diệp Quân tiến lên trước một bước, hắn biến thành một luồng kiếm quang rồi biến mất. Một kiếm phá quy tắc. Quan trọng nhất là hắn sử dụng kiếm hành đạo cho đòn tấn công này. Dĩ nhiên hắn sẽ không đánh nhau ở khoảng cách gần với đối phương vào lúc này. Đối phương cao hơn hắn tận 8 cảnh giới. 8 cảnh giới. Nếu hắn không dùng kiếm hành đạo, dù cuối cùng có thể thắng thì chắc chắn cũng sẽ hao tổn sức mạnh. Thế nên hắn quả quyết sử dụng kiếm hành đạo. Diệp Quân đột nhiên đổi kiếm, lúc hoàn hồn lại, ông ta biến sắc, ngay khi Diệp Quân đổi kiếm, ông ta ngửi thấy mùi chết chóc. Thế nhưng lúc này ông ta muốn lùi lại cũng đã muộn rồi. Xoẹt. Một tia kiếm quang phá vỡ tia chớp, sau đó xoẹt qua giữa trán ông lão áo đen trước ánh mắt của mọi người. Một dòng máu bắn ra từ sau gáy ông lão. Một nhát kiếm giết chết cảnh giới đăng phong. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Lẽ nào Diệp Quân đang che giấu thực lực của mình? Sau khi nhát kiếm giết chết ông lão, Diệp Quân bỗng quay đầu lại nhìn Tịch Huyền trên tàu vũ trụ, khẽ cười nói, Tịch Huyền cô nương, cảm ơn cô đã hộ tống ta suốt chặng đường. Phía trước đã là Thanh Châu rồi, nếu cô còn tiếp tục đi với ta nữa, cô sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng, thế nên đến được đây thôi là tốt lắm rồi. Nếu chuyến này mà ta không chết, sau này sẽ báo đáp cô, chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Vừa dứt lời hắn bỗng xoay người ngự kiếm bay lên, biến thành kiếm quang bay về phía Thanh Châu ở đằng xa. Diệp Quân quyết định tự mình đi trên đoạn đường cuối cùng. Một là không muốn liên lụy đến Tịch Huyền. Hai là một mình ngự kiếm đi thì tốc độ sẽ nhanh hơn. Mặc dù tiêu hao sức mạnh nhưng vẫn ổn, hắn có đan dược khôi phục thực lực, những viên đan dược này đủ cho hắn nhanh chóng đến Thanh Châu. Lúc giết nhân viên chấp pháp đó hắn đã biết tiếp theo thư viện Quan Huyên sẽ điên cuồng trả thù mình. Thế nên hắn phải nhanh chóng đến Thanh Châu. Chuyến đi đến Thanh Châu này chỉ vì một công đạo. Mà công đạo này chỉ có kiếm chủ nhân gian mới có thể làm chủ cho hắn. Diệp Quân không phải là thần, hắn biết hắn không thể chống đối lại với cả thư viện Quan Huyên. Một mình lật đổ thư viện sao? Chuyện này không thiết thực. Ngay lúc này Tịch Huyền bỗng xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Quân sửng sốt. Tịch Huyền nhìn Diệp Quân, ngươi sợ liên lụy đến ta hay là sợ ta dây dưa với ngươi? Diệp Quân vừa định nói gì đó, Tịch Huyền cười nói, chắc là cả hai nhỉ. Diệp Quân không nói gì. Tịch Huyền bước đến trước mặt Diệp Quân, cô ấy nhìn thẳng vào Diệp Quân, ngươi sợ ta thích ngươi sao? Diệp Quân im lặng. Tịch Huyền cười nói, lẽ nào ta không thể thích ngươi sao? Diệp Quân lắc đầu, Tịch Huyền cô nương, chuyến đi này rất nguy hiểm. Tịch Huyền nhìn thẳng vào Diệp Quân, trả lời câu hỏi của ta. Diệp Quân lặng thinh không nói. Tịch Huyền khẽ cười, khó trả lời lắm à. Diệp Quân lắc đầu, Tịch Huyền cô nương, ta không muốn thấy cô gặp nguy hiểm. Tịch Huyền lại tiến hai bước đến trước, cô ấy nhìn Diệp Quân, câu hỏi của ta là ta không thể thích ngươi sao?
Cô ấy biết có vài lời không nói lúc này thì có lẽ cũng không còn cơ hội để nói nữa. Diệp Quân không nói gì. Tịch Huyền hơi cúi đầu xuống, khẽ nói, ngươi có thể thích ta không? Nếu ngươi thích ta, ta có thể cho ngươi những thứ tốt nhất thiên hạ. Tốt nhất thiên hạ. Im lặng một lúc, Diệp Quân nhìn kiếm hành đạo trong tay khẽ nói, có một cô gái đã chết vì cứu ta, thân chết hồn tiêu tàn, nếu ta dùng cả mạng sống này để nói lời yêu với những người phụ nữ khác, ta nghĩ cô ấy sẽ rất đau lòng. Nói rồi hắn xoay người ngự kiếm bay đi, thoáng chốc đã biến mất ở đằng xa. Tịch Huyền đứng đó nhìn kiếm quang càng lúc càng xa kia, cô ấy khẽ cười, một lúc sau nước mắt lại chảy xuống, rõ ràng nên tức giận mới phải, ta nên hận ngươi mới phải nhưng tại sao ta lại ngày càng thích ngươi chứ? Sắc mặt những người núp trong tối đều vô cùng khó coi. Đầu tiên Diệp Quân giết thiên đạo, bây giờ lại giết nhân viên chấp pháp, chắc chắn thư viện quan huyên sẽ không bỏ qua chuyện này. Một chấp pháp vệ trong đó bỗng lấy một lá bùa truyền âm rồi siết chặt trong tay. Diệp Quân ngự kiếm trong tinh không. Trong khoảng thời gian này, trong lúc nói chuyện với Tịch Huyền, hắn đã quen thuộc với đường đến Thanh Châu nên hắn đã biết nên đi đường nào. Lúc này Diệp Quân tăng tốc độ của mình lên đến mức cao nhất. Đúng lúc này thời không trước mặt hắn bỗng nứt toác, sau đó một ông lão chậm rãi bước ra. Diệp Quân dừng lại, ông lão nhìn Diệp Quân, Diệp công tử, xin dừng chân. Diệp Quân nhìn ông lão, ông là ai? Ông lão, ta là người bảo vệ của tinh vực Thanh Châu. Người bảo vệ. Diệp Quân lặng thinh, hắn biết mỗi tinh vực đều có một người bảo vệ. Ông lão ngẫm nghĩ rồi nói, Diệp công tử, ta biết mục đích ngươi đến Thanh Châu là gì, cũng biết chuyện giữa ngươi và nhà họ An, biết cả việc ngươi bị đối xử không công bằng. Công tâm mà nói, ta không muốn tham dự vào chuyện này nhưng hiện giờ thư viện có lệnh bắt giữ ngươi, thế nên ta không thể cho ngươi vào Thanh Châu. Diệp Quân cầm kiếm chậm rãi bước đến chỗ ông lão, ta đến đây là vì muốn gặp kiếm chủ nhân gian, nếu thư viện là công bằng thì cần gì phải sợ ta đến gặp kiếm chủ nhân gian. Ông lão lắc đầu, người không nên giết thiên đạo, càng không nên giết nhân viên chấp pháp, người làm thế tức là đang khiêu khích kỷ luật và uy nghiêm của thư viện. Diệp Quân lạnh nhạt nói, hôm đó thiên đạo xuất hiện muốn giết ta, tại sao ta phải buông tay để hắn giết ta? Cho tới nay người đời đều chỉ biết Diệp Quân ta giết thiên đạo và nhân viên chấp pháp, nhưng có ai từng nhớ tới những gì nhà họ An và tộc Thiên Long Cổ Viễn làm với ta không? Nói rồi hắn lắc đầu khẽ cười, ta hiểu rất rõ, Diệp Quân ta không quyền không thế, không có lai lịch, không có chỗ dựa, những người nắm quyền trong thư viện tất nhiên sẽ không đắc tội với nhà họ An ra chỉ vì ta. Nhất là thời điểm hiện nay, ta còn bị cuốn vào tranh chấp giữa các thế lực lớn trong thư viện. Thế nên họ càng không thể để ta sống. Ông lão im lặng. Diệp Quân nói tiếp, từ đầu đến cuối, ngoài Diệp chủ tịch ra, còn ai ở trong thư viện quan tâm đến đúng sai? Không có, không một ai cả, thư viện luôn tỏ vẻ kiêu căng, cao thượng, trong lòng họ, đúng sai không còn quan trọng nữa, họ chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, lợi ích của tông môn, lợi ích của gia tộc mình thôi. Hắn cười nói, nếu thư viện có công bằng thật sự thì cần gì ngăn cản ta đến tìm kiếm chủ nhân gian? Chúng đang sợ điều gì? Ông lão thấp giọng thở dài, Diệp công tử, ta chỉ là một người làm công, ta không hiểu và cũng không thể hiểu những gì ngươi nói, xin lượng thứ. Diệp Quân nhìn ông lão tiền bối, thấy ông nói thế chắc cũng không phải là người xấu, ông tránh ra, ta không muốn giết ông. Ông lão ngẫm nghĩ rồi nói, tùy ý đánh một chiêu làm ra vẻ một chút được chứ. Diệp Quân gật đầu, được. Nói rồi hắn bỗng biến mất. Ông lão cũng biến mất theo. Vèo. Không trung bỗng vang lên một tiếng nổ, sau đó ông lão liên tục lùi về sau. Còn Diệp Quân biến thành kiếm quang biến mất ở bên dưới. Ông lão đứng đó nhìn kiếm quang ở bên dưới, thấp giọng thở dài, thầm nói đáng tiếc. Núi Thương Lan. Bây giờ núi Thương Lan là một ngọn núi lớn nổi tiếng nhất ở Thanh Châu, vì thư viện quan huyên ở Thanh Châu được thành lập ở đây. Quan trọng nhất là trước đó kiếm chủ nhân gian từng học ở đây. Nơi này là thánh địa trong lòng rất nhiều người Thanh Châu. Hiện nay có nhiều học viên không biết thư viện ban đầu của nơi này không gọi là thư viện quan huyên mà là học viện Thương Lan. Tất nhiên đó đã là chuyện của rất lâu trước đây rồi. Có lẽ... Cậu thanh niên cõng em gái đến đây xin tị nạn lúc đó cũng không ngờ rằng có một ngày con cháu của mình cũng sẽ đến đây,
hơn nữa còn đến bằng cách này. Núi Thương Lan của mấy nghìn vạn năm trước đương nhiên không thể so với bây giờ, núi Thương Lan bây giờ cao mấy nghìn trượng, đâm thẳng vào sâu trong tầng mây, trải dài mấy nghìn dặm, núi ôm núi, vô cùng hùng vĩ tráng lệ. Thánh địa. Nơi này không chỉ là thánh địa của người Thanh Châu mà còn là thánh địa trong lòng tất cả học viên của Thư viện Quan Huyên. Mỗi năm đều có rất nhiều học viên thư viện tới đây học tập lĩnh ngộ. Kiếm chủ nhân gian. Cứ hễ nhắc đến cụm từ này là trong lòng mọi người lại dâng lên cảm giác kính ngưỡng. Núi Thương Lan hôm nay lại cực kỳ nhộn nhịp, ở chân núi, sườn núi người đông như nêm. Tất cả mọi người đều đang đợi. Chuyện Thư viện Quan Huyên truy nã Diệp Quân đã không còn là bí mật, mà chuyện Diệp Quân muốn tới Thanh Châu để cáo ngự trạng cũng đã truyền khắp các châu từ lâu. Diệp Quân. Người Thanh Châu không hề lạ lẫm với cái tên Diệp Quân. Trong cuộc tỷ võ ở thượng giới, chính Diệp Quân là người giành hạng nhất, phá vỡ sự độc tôn nghìn năm qua của Thanh Châu. Mà nay, Diệp Quân đã tới Thanh Châu. Thiên tài Thanh Châu nghe tin đều vội tới Thư viện Thương Lan. Có người tò mò, có kẻ hả hê trên nỗi đau của người khác. Đương nhiên, phần lớn đều mang thái độ thù địch tới đây. Nói cho cùng thì Diệp Quân đã cướp mất vinh quang nghìn năm của Thanh Châu. Cuối cùng, trong sự theo dõi của tất cả mọi người, một chàng trai xuất hiện trên con đường đá ở phía xa. Diệp Quân xuất hiện rồi. Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Quân. Thiên tài kiếm tu tới từ Nam Châu. Diệp Quân chậm rãi bước về phía Thư viện Thương Lan kia, hắn nhìn lướt xung quanh, thấy nhiều người thế này cũng hơi bất ngờ. Nhiều người tới chào đón mình vậy sao? Nhưng rất nhanh, hắn đã phát hiện ra hình như những người này không phải tới để chào đón mình. Trong mắt nhiều người toát ra ý thù địch rất rõ ràng. Diệp Quân không nghĩ nhiều, tiếp tục bước về phía thư viện, hắn ngẩng đầu nhìn Thư viện Quan Huyên trên núi Thương Lan, hít sâu vào một hơi. Thư viện Quan Huyên, kiếm chủ nhân gian. Nghĩ đến việc sắp gặp kiếm chủ nhân gian, hắn cảm thấy khá kích động. Đó là thần tượng của hắn mà. Diệp Quân thầm nói, tháp ra, nếu ta gặp kiếm chủ nhân gian, câu đầu tiên ta nên nói là gì? Tiểu tháp bất giác nói, gọi một tiếng. Nói đến đây, nó sực tỉnh, vội dừng lại. Sau một hồi trầm mặc, nó nói, người muốn nói gì? Diệp Quân nhếch miệng cười, ta không biết. Tiểu tháp nói, tùy ngươi thôi, muốn nói gì nói nấy. Diệp Quân gật đầu, được. Đúng lúc này, một chàng trai bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Quân, chàng trai nhìn Diệp Quân, người chính là Diệp Quân của Nam Châu. Diệp Quân nhìn chàng trai kia, gật đầu, đúng vậy. Chàng trai cười nhạt, người đã đánh bại An Mục, cướp đi hạng nhất của Thanh Châu ta. Diệp Quân nhìn chàng trai kia mà không nói gì. Chàng trai bỗng xòe tay ra. Một thanh trường thương xuất hiện trong tay gã, gã cầm trường thương chỉ về phía Diệp Quân, lạnh giọng nói, nào, để ta xem thử ngươi mạnh cỡ nào. Bù! Gã vừa dứt lời, một thanh kiếm đã kề ngay trán của gã. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều như hóa đá. Chàng trai thì khó tin nhìn Diệp Quân. Diệp Quân không phí bất cứ lời nào, thu kiếm lại, tiếp tục đi. Sắc mặt chàng trai kia cực kỳ khó coi. Bỗng quay người nhìn Diệp Quân, tức giận nói, người đánh lén. Ta không phục. Diệp Quân bỗng phất tay. Bù. Một luồng kiếm quang lướt qua yết hầu chàng trai, chớp mắt, đầu của gã ta đã văng ra mười mấy trượng. Tất cả đều ngỡ ngàng. Vẻ mặt Diệp Quân bình thản, không nói bất kỳ câu nào, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, một gã trai bỗng tức giận chỉ vào mặt Diệp Quân, người lại dám giết người ở Thanh Châu ta. Thế nào? Người khinh thường người Thanh Châu ta à? Thanh Châu. Phàm là người Thanh Châu đều mang trong mình lòng tự hào, vì đây là nơi kiếm chủ nhân gian ra đời. Đương nhiên, rất nhiều người đã biến lòng tự hào này thành cảm giác ưu việt hơn người. Nghe gã trai kia nói vậy, một vài thiên tài của Thanh Châu bỗng nổi cơn giận. Giết người ngay giữa đám đông. Đây là đang coi thường Thanh Châu, đang coi thường bọn họ. Thế nên một đám người kéo tới bao vây Diệp Quân lại. Diệp Quân dừng bước, hắn suy nghĩ rồi nói, Thanh Châu thua không chịu nhận à? Gã trai dẫn đầu tức giận hỏi, thua không chịu nhận cái gì? Diệp Quân khẽ cười, lúc tỷ võ, ta đánh bại An Mục, nhà họ An ngang nhiên trả thù ta, ta còn tưởng đó chỉ là hành vi của riêng nhà họ An. Nhưng bây giờ xem ra,
không chỉ mình nhà họ An thua không chịu nhận, người Thanh Châu các ngươi cũng y hệt vậy. Hàm hồ, gã trai cầm đầu nổi đoá, bây giờ bọn ta đang nói chuyện người giết người. Ngươi tới Thanh Châu lại ngang nhiên giết người, không phải đang xem thường Thanh Châu bọn ta sao? Diệp Quân nhìn gã trai cầm đầu, hắn nhảy ra khiêu chiến với ta, ngươi không thấy à? Gã trai kia nhìn Diệp Quân chòng chọc, khiêu chiến thì phải giết người à? Bây giờ ta khiêu chiến với ngươi, có phải ngươi cũng định giết ta luôn không? Vù! Một luồng kiếm quang lướt qua yết hầu gã trai kia. Đầu của hắn ta bay vút ra ngoài. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Giết thật à? Diệp Quân nhìn thi thể của gã trai kia rồi nhìn quanh một lượt. Hôm nay Diệp Quân ta chỉ nhận khiêu chiến sinh tử. Phàm những người tới khiêu chiến thì tự động xem như là cuộc chiến sinh tử. Nói rồi, hắn tiếp tục đi về phía trước. Những thiên tài của Thanh Châu nhìn nhau. Nhưng không ai dám ra tay. Giết trong tích tắc. Quá hung hãn. Khi Diệp Quân tới một quảng trường đá, một ông lão bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Thấy người này, mọi người xung quanh đều cả kinh, đồng loạt hành lễ, bái kiến Lục viện trưởng. Lục Hiên. Viện trưởng Thư viện Quan Huyên ở Thanh Châu hiện nay. Diệp Quân dừng chân, nhìn ông lão phía trước với vẻ bình thản. Lục viện trưởng nhìn Diệp Quân, sắc mặt phức tạp, Diệp công tử, xin lỗi, ta không thể để công tử vào thư viện được. Dứt lời, xung quanh bỗng xuất hiện đến hơn nghìn cường giả, trong đó có mấy trăm vị cường giả cảnh giới thần kiếp. Mấy trăm cường giả cảnh giới thần kiếp. Ngoài ra, kể cả Lục viện trưởng là có ba vị cảnh giới đăng phong. Thấy đội ngũ này, vẻ mặt Diệp Quân vẫn bình tĩnh như nước. Điều này nằm trong dự liệu của hắn. Diệp Quân xòe tay ra, một huy hiệu bỗng xuất hiện trong tay hắn. Huy hiệu vô tháp thí luyện. Hắn vẫn luôn cất giữ huy hiệu này. Chiếc huy hiệu vô tháp thí luyện chậm chậm bay tới trước mặt Lục Hiên. Nhìn thấy chiếc huy hiệu này, Lục Hiên bỗng chìm vào trầm mặc. Diệp Vũ Kiếm Đế. Đây là một chế độ thưởng năm xưa Diệp Vũ Kiếm Đế đã lập ra, phàm những ai có huy hiệu này đều có thể vào bất cứ thư viện nào, mà thư viện không được ngăn cản với bất kỳ lý do gì. Vì sao lại nói không được ngăn cản với bất kỳ lý do gì? Vì khi có người cầm huy hiệu này xuất hiện, chứng minh Diệp Vũ Kiếm Đế đã từng gặp đối phương, từng kiểm tra qua nhân phẩm và tâm tính của đối phương. Thấy huy hiệu này, Lục Hiên bỗng im lặng. Lúc này, lòng ông ta cũng đang ngờ vực. Chắc chắn chàng trai này đã gặp Diệp Vũ Kiếm Đế. Lẽ nào là đệ tử của Diệp Vũ Kiếm Đế? Lục Hiên nhìn Diệp Quân, lòng đầy nghi ngại. Lúc này, Diệp Quân bỗng nói, bà ấy nói với ta, chỉ cần ta có vật này, ta có thể vào bất cứ thư viện nào, tiền bối, bà ấy nói vậy đúng không? Lục Hiên im lặng. Lúc này, ông ta bỗng thấy khó xử. Phủ nhận. Nếu Diệp Vũ Kiếm Đế có quan hệ thân thiết với chàng trai này thật thì chắc chắn tương lai Diệp Vũ Kiếm Đế sẽ đánh tới Thư viện Thanh Châu. Đừng nói chứ, ông ta sợ thật. Người của Kiếm Tông đều không nói lý lẽ đâu. Nhưng Diệp Quân lại là người đang bị Thư viện truy nã. Nếu để Diệp Quân vào trong, e rằng mình khó giữ cái ghế viện trưởng. Lục Hiên thở dài. Các người ở trên tranh đấu, chỉ khổ những người ở tầng lớp thấp mà thôi. Diệp Quân bỗng nói, tiền bối, ông thấy kiếm chủ nhân gian có lật án lại cho ta không? Giết vào trong. Không thực tế. Cứ thương lượng trước đã. Có thể dùng lý, dùng tình trước, những đại lão của thư viện này không phải là người vô tri, có lẽ mình có thể đàm phán được. Nghe Diệp Quân hỏi, Lục Hiên chỉ nhìn hắn mà không đáp lời. Lật án. Có khả năng này không? Tuyệt đối có. Kiếm chủ nhân gian lập ra thư viện chính là để dạy người đời về pháp và lý. Chuyện này nhà họ An làm sai, nếu kiếm chủ nhân gian thật sự xuất hiện, vụ án này có khả năng lớn sẽ được lật lại. Nhưng, nếu kiếm chủ nhân gian không xuất hiện thì sao? Lúc đó, ông ta sẽ không thể tiếp tục làm viện trưởng được nữa. Lúc này, ông ta phải đánh cược, phải chọn đội. Diệp Quân lại nói, tiền bối có thể trở thành viện trưởng thì tuyệt đối không phải là kẻ ác, trong lòng chắc cũng có chính nghĩa. Hôm nay Diệp Quân ta bị đối đãi bất công, chắc chắn trong thâm tâm tiền bối cũng hiểu rõ, nếu hôm nay tiền bối giúp ta, lúc kiếm chủ nhân gian xuất hiện, có lẽ tiền bối cũng sẽ nhận được sự tán thưởng của ông ấy, từ đó có thể gia nhập vào tổng viện thì sao? Lục Hiên nhìn Diệp Quân,
nếu kiếm chủ nhân gian không xuất hiện thì thế nào? Diệp Quân im lặng. Không xuất hiện. Vậy thì hắn toi đời. Lục Hiên trầm giọng, Diệp công tử, ta hiểu hết từ đầu tới cuối chuyện của cậu. Nhưng, chuyện quá phức tạp, liên quan rất nhiều người. Lại cộng thêm thư viện đã hạ lệnh truy nã cậu, nếu ta cho cậu vào, thư viện ắt sẽ phạt ta. Thế nên, ta xin lỗi. Cuối cùng, ông ta vẫn chọn đứng về phía thư viện. Tuy kiếm tông mạnh, nhưng cũng nằm trong quản chế của thư viện. Hơn nữa ông ta ngăn cản Diệp Quân có tình có lý, dù kiếm tông có tìm tới, ông ta cũng có lý do để ứng phó. Nói cho cùng, ông ta là người của thư viện, phải nghe mệnh lệnh của thư viện, đây là lẽ đương nhiên. Nhưng nếu giúp Diệp Quân, lúc thư viện tìm tới, ông ta không có bất kỳ lý do nào để bao biện. Quan trọng nhất là, kiếm tông không có quyền bãi miễn chức vụ của ông ta, còn nội các thì có quyền đó. Nghe Lục Hiên nói vậy Diệp Quân khẽ gật đầu, ta hiểu. Lục Hiên nhìn Diệp Quân, không ra tay vì cường giả của thư viện sẽ đến đây nhanh thôi. Đến lúc đó, chuyện đương nhiên sẽ do thư viện xử lý, ông ta chỉ khoanh tay đứng nhìn. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn núi Thương Lan, sau một lúc trầm lặng thì hắn khẽ cười, Tháp gia, ta chỉ muốn một lẽ công đạo, sao khó đến vậy? Tiểu Tháp, người muốn cũng không được, công đạo phải dựa vào thực lực để có được. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu, hiểu một cách sâu sắc. Nói rồi hắn nhìn Lục Hiên trước mặt, tiền bối, đắc tội rồi. Dứt lời, hắn bỗng bước tới trước một bước, một đạo kiếm quang lướt qua. Ra tay. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Không ngờ Diệp Quân dám ra tay. Lục Hiên là cường giả cảnh giới đăng phong đấy. Hơn nữa xung quanh ông ta còn rất nhiều cường giả khác. Diệp Quân muốn một mình đối địch lại cả thư viện Quan Huyên ở Thanh Châu sao? Chương 588. Diệp Quân cầm kiếm chém mạnh xuống. Ra tay. Thấy Diệp Quân bỗng nhiên ra tay, Lục Hiên nheo hai mắt lại, nét mặt nghiêm trọng. Tuy cảnh giới của Diệp Quân thấp hơn ông ta nhiều nhưng ông ta không dám khinh suất. Kiếm đế. Hơn nữa còn là một vị kiếm đế sắp trở thành đại kiếm đế gọi là chuẩn đại kiếm đế. Không một ai dám coi thường. Đặc biệt là thanh kiếm bây giờ Diệp Quân đang cầm, nó không phải là vật tầm thường, rất có khả năng là binh khí cấp thần trong truyền thuyết. Tốc độ của Diệp Quân cực nhanh, hơn nữa, nhát kiếm này là sát chiêu. Thuấn sát nhất kiếm. Phá quy tắc. Hắn biết, ở nơi này mình không có quá nhiều cơ hội, thế nên hắn vừa ra tay là đã dùng sát chiêu. Vì đứng rất gần nhau, nên khoảnh khắc Diệp Quân xuất kiếm, trong lòng Lục Hiên liền thấy kinh hoàng, không dám lơ là chút nào. Hai tay ông ta siết chặt, một màn lôi quang màu đỏ nhạt trào ra từ trong cơ thể ông ta. Nhưng kiếm hành đạo trong tay Diệp Quân vẫn dễ dàng chém vỡ màn lôi quang đó. Sắc mặt Lục Hiên tái đi, vội lùi ra sau, nhưng vẫn chậm một chút. Phụt! Trong sự chứng kiến của mọi người, một cánh tay của Lục Hiên đã đứt văng ra ngoài, máu tươi phun ra xa đến mấy trượng. Diệp Quân thì đang thừa thắng xông lên, một ngọn lửa và một thanh đao gió bỗng bay về phía hắn. Diệp Quân cầm kiếm chém mạnh xuống. Rắc rắc! Cả ngọn lửa và đao gió đều bị chém nát. Diệp Quân giẫm mạnh chân phải xuống, hóa thành một đạo kiếm quang đâm về phía Lục Hiên. Một nhát kiếm phá hủy quy tắc. Tốc độ nhanh đến cùng cực. Đồng tử Lục Hiên rút lại, lòng hoảng hốt, ông ta lại lần nữa lùi thật nhanh, ông ta không dám đối đầu trực diện với nhát kiếm của Diệp Quân, đặc biệt là lúc này, một cánh tay của ông ta đã bị Diệp Quân chém đứt. Nhưng tốc độ của Diệp Quân quá nhanh, chớp mắt đã tới trước mặt ông ta. Mà ngay lúc này, không gian trước mặt Diệp Quân bỗng trở nên quỷ dị. Sau đó, tốc độ của Diệp Quân bị chậm lại trong tích tắc. Bỗng nhiên, một luồng sức mạnh thần bí trào ra từ không gian, luồng sức mạnh khủng khiếp đó đã ép khiến Diệp Quân phải liên tiếp lùi về sau mấy chục trượng. Sau khi đứng lại, khóe miệng Diệp Quân ứa máu. Chương 589. Vô cùng khủng khiếp. Hắn quay đầu nhìn, mấy mươi trượng về phía bên phải có một cô gái đang ngồi, cô gái mặc một bộ váy dài màu xanh, dung nhan tuyệt trần. Đầu tóc màu trắng, trước mặt đặt một cây đàn cổ. Thần thuật sư. Hơn nữa, ít nhất cũng là thần thuật sư thiên cảnh. Một bên khác, sau khi Lục Hiên dừng lại, nét mặt kinh sợ, ông ta nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Diệp Quân.
Vừa nãy suýt chút nữa ông ta đã bị Diệp Quân giết. Quá khủng bố. Trong lòng Lục Hiên kinh hãi tột cùng. Đúng lúc này, Diệp Quân bỗng biến mất. Phía xa, cô gái tóc trắng kia hơi nhíu mày, hai tay bỗng đặt lên đàn cổ. Trong tích tắc, một con phượng hoàng lửa bỗng từ cây đàn cổ phóng ra ngoài, không gian tan chảy ngay lập tức. Nhưng nhát kiếm Diệp Quân chém tới đã bổ nát con phượng hoàng lửa. Khi kiếm của Diệp Quân đâm tới trước mặt cô gái đã hóa thành một làn khói xanh, biến mất khỏi đó. Diệp Quân quay đầu nhìn, cô gái đã xuất hiện ở cách đó trăm trượng về phía bên phải. Cô gái nhìn Diệp Quân, đừng để hắn tới gần ta. Rõ ràng cô ta sợ kiếm của Diệp Quân. Nghe cô gái nói vậy, hai cường giả cảnh giới đăng phong lập tức đứng chắn trước mặt cô ta. Cùng lúc đó, những cường giả cảnh giới thần kiếp đứng xung quanh bỗng bắt đầu kéo nhau xông về phía Diệp Quân. Trong giây lát, giữa đất trời xuất hiện vô số cuồng phong năng lượng. Bấy giờ, hai tay cô gái ở đằng xa gảy dây đàn, không gian xung quanh Diệp Quân lập tức bị nén lại, từng luồng trọng lực thời không khủng bố không ngừng ép về phía hắn. Áp chế tốc độ của Diệp Quân. Diệp Quân nhíu mày, hắn không quan tâm tới những cường giả cảnh giới thần kiếp xung quanh, chỉ nhìn chằm chằm cô gái tóc trắng ở đằng xa. Lúc những cường giả cảnh giới thần kiếp kia xông tới trước mặt Diệp Quân, hắn bỗng biến mất như một hồn ma. Bù! Giây phút này, trọng lực thời không ở xung quanh vỡ nát. Kiếm hành đạo. Phá vỡ trọng lực thời không là chuyện quá đỗi dễ dàng đối với kiếm hành đạo. Diệp Quân bỗng xuất hiện trước mặt cô gái tóc trắng kia. Hai cường giả cảnh giới đăng phong nọ đã đề phòng từ trước, một người hóa thành một ngọn lửa đâm về phía Diệp Quân, người còn lại thì búng tay, vô số đao gió chém về phía Diệp Quân như cuồng phong bão tố. Hai người là cường giả cảnh giới đăng phong, nên có thể vận dụng sức mạnh của trời đất đến trình độ đỉnh cao vô cùng khủng khiếp. Mắt Diệp Quân hằn lên tia hung dữ, hắn không dừng lại mà tăng nhanh tốc độ xoẹt. Một tiếng xé toang không khí vang vọng, Diệp Quân lại có thể chém nát ngọn lửa và vệ số đao gió kia chỉ bằng một nhát kiếm. Chương 590. Không ai biết lý do vì sao. Sắc mặt hai ông lão kia thay đổi trong tích tắc, nhưng họ đều không dám cản trước mặt Diệp Quân, chỉ có thể nhìn Diệp Quân đâm kiếm về phía cô gái tóc trắng kia. Cô gái tóc trắng nhìn nhát kiếm đang đâm tới, hai tay nhanh chóng gảy dây đàn, thời không trước mặt cô ta bỗng vỡ nát. Sau đó một bàn tay khổng lồ hư ảo chộp từ trên trời xuống. Luồng năng lượng khủng khiếp bao phủ lấy khu vực Diệp Quân đang đứng. Cùng lúc đó, cô gái tóc trắng gảy đàn nhanh hơn, từng đạo sóng âm phóng về phía Diệp Quân như gió táp. Giết! Ngay lúc này, một tiếng gào tức giận vọng từ xa tới, một giây sau, bàn tay khổng lồ kia bị đánh vỡ, một đạo kiếm quang phóng thẳng tới trước mặt cô gái tóc trắng. Cô ta nheo mắt lại, ngay sau đó, cô ta lại hóa thành một làn khói xanh biến mất. Vù! Nhát kiếm của Diệp Quân đâm vào không trung. Mà bấy giờ, cô gái tóc trắng đã xuất hiện cách đó trăm trượng về phía bên phải. Nhưng cô ta vừa dừng lại, một thanh khí kiếm đã phóng tới. Thuật ngự kiếm. Nhìn thanh phi kiếm phóng tới, tay phải cô gái rút ra một thanh kiếm dưới đế đàn, sau đó đâm kiếm ra. Keng! Thanh khí kiếm của Diệp Quân bị cô ta cản lại. Nhìn thấy cảnh này, những người đứng quanh xem trận chiến đều ngỡ ngàng. Lúc này, có người kinh hãi nói, cô ấy là song tu thần thuật và kiếm của thư viện, Mục chủ tịch Mục U U. Mục U U, chủ tịch học viên của thư viện Quan Huyên Thanh Châu. Vừa là thần thuật sư, vừa là kiếm tu. Hơn nữa, cô ta còn là một vị kiếm tu bán bộ kiếm đế, tuy chỉ là bán bộ kiếm đế nhưng cô ta dung hòa kiếm thuật và thần thuật nên sức chiến đấu không hề thua kém kiếm đế. Đây cũng là một nhân vật truyền kỳ. Khi trước, kiếm tông của Tổng viện Thư viện Quan Huyên đích thân tới Thanh Châu để thu nhận cô ta, nhưng tiếc là cô ta đã từ chối. Từ chối gia nhập kiếm tông. Cô ta cũng không tới Tổng viện Thư viện. Không ai biết lý do vì sao. Nhiều năm về trước, cô ta đã rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng, thế mà lần này cô ta lại xuất hiện. Diệp Quân nhìn cô gái ở phía xa, trầm mặc. Đương nhiên hắn thấy khá chấn động. Cô gái này không chỉ là thần thuật sư mà còn là kiếm tu. Song tu thần thuật và kiếm. Phải công nhận rằng cô ta rất giỏi. Chương 591. Không có lối thoát. Lúc này, Mục U U bỗng ngồi xuống, cô ta đặt kiếm xuống,
sau đó tay phải đặt lên trên cây đàn, cô ta bắt đầu nhẹ nhàng gảy đàn. Tiếng đàn rất êm dịu, như nước chảy như mây bay, không gian xung quanh Diệp Quân thì lại bắt đầu nứt vỡ từng chút một. Diệp Quân nheo mắt lại, ngay lúc này, tốc độ của Mục U U kia dần nhanh hơn, tiếng đàn bây giờ cũng gấp gáp như mưa bão kéo đến. Rắc! Không gian xung quanh Diệp Quân vỡ nát, cùng lúc đó, Diệp Quân cũng biến mất. Thuấn sát nhất kiếm. Lúc này, mục tiêu của Diệp Quân không phải là Mục U U kia, mà là hai cường giả cảnh giới đăng phong hộ pháp trước mặt cô ta. Một ông lão trong đó không ngờ Diệp Quân lại chuyển mục tiêu, hơi không kịp phòng bị, lúc ông ta hoàn hồn lại thì kiếm của Diệp Quân đã chém tới rồi. Không còn cách nào khác, ông ta chỉ đành phòng ngự, lấy ra một tấm khiên cấp tiên để cản trước mặt. Rắc! Kiếm của Diệp Quân dễ dàng chém nát khiên cấp tiên, sau đó, kiếm quang lướt qua cổ của ông lão. Bù! Trong sự chứng kiến của mọi người, cái đầu đầy máu của ông lão bay ra ngoài. Một nhát kiếm giết chết cường giả cảnh giới đăng phong. Sau đó, Diệp Quân bỗng xoay người chém cường giả cảnh giới đăng phong còn lại. Thấy vậy, người kia tái mặt, điên cuồng lùi về phía sau nhưng tốc độ của ông ta không nhanh bằng Diệp Quân, chớp mắt kiếm của Diệp Quân đã tới trước mặt ông ta. Lúc này, cường giả cảnh giới đăng phong kia sợ hãi đến tột đỉnh. Vì ông ta phát hiện, thanh kiếm trong tay Diệp Quân quá khủng bố, đối đầu trực tiếp với nó chỉ có đường chết, nhưng không đối đầu thì tốc độ của Diệp Quân lại nhanh hơn ông ta. Không có lối thoát. Lúc then chốt, tiếng đàn lại vang lên bên cạnh, cùng với đó là một sóng âm ngọn lửa khủng bố lao tới sau lưng Diệp Quân. Vây ngụy cứu triệu. Nếu Diệp Quân không quay người, sóng âm ngọn lửa này sẽ đánh lên người hắn, nếu Diệp Quân quay người thì cường giả cảnh giới đăng phong kia sẽ được cứu. Nhưng Diệp Quân không hề quay người lại. Bù! Kiếm hành đạo đâm thẳng vào giữa trán cường giả kia. Cùng lúc đó, một thanh khí kiếm chém lên đạo sóng âm ngọn lửa kia, nhưng khí kiếm của hắn không thể cản được. Rắc! Khí kiếm vỡ nát, đạo sóng âm ngọn lửa vẫn đánh lên người Diệp Quân ầm. Diệp Quân bị đánh bay ra mười mấy trượng, lúc hắn dừng lại, sau lưng hắn bốc cháy rừng rực, một luồng kiếm thế phun trào từ trong cơ thể hắn ra, dập tắt ngọn lửa kia, nhưng lưng của hắn đã cháy be bét rồi. Diệp Quân quay đầu nhìn cô gái tóc trắng kia, hắn lấy một viên đan dược trị thương ra dùng, uống đan dược xong, một luồng khí xanh bao bọc lấy lưng hắn, da cùng bắt đầu lành lại từng chút một. Chương 592. Viện chấp pháp đến rồi. Lúc này, hắn lại lấy một viên đan dược nữa ra uống. Cô gái tóc trắng cũng đang nhìn Diệp Quân, lòng thầm chấn động, cô ta không ngờ Diệp Quân có thể giết chết hai cường giả cảnh giới đăng phong trong sự áp chế của cô ta. Kiếm! Ánh mắt của Mục U U rơi trên thanh kiếm trong tay Diệp Quân. Thực lực của Diệp Quân rất mạnh, nhưng nếu không có thanh kiếm này, Diệp Quân không có khả năng giết được cường giả cảnh giới đăng phong. Thanh kiếm này có sức mạnh vô địch. Diệp Quân bỗng cầm kiếm đi về phía Mục U U, thấy vậy, sắc mặt viện trưởng Lục Hiên ở phía xa bỗng thay đổi, bảo vệ chủ tịch. Dứt lời, những cường giả của thư viện ở xung quanh bỗng bay về hai bên Mục U U. Đúng lúc này, Diệp Quân bỗng biến mất. Thấy vậy, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi, họ định ra tay nhưng tích tắc sau, họ đều sửng sốt. Mục tiêu của Diệp Quân không phải là Mục U U mà là thư viện Quan Huyên. Hắn bay về phía thư viện Quan Huyên. Nhìn thấy thế, mọi người đều ngây ra như phỗng. Mẹ kiếp! Người đang dương đông kích tây sao? Phải công nhận, hắn đã làm cho tất cả mọi người ngơ ngác. Vì không ai ngờ Diệp Quân lại dùng chiêu dương đông kích tây. Mà lúc này, tất cả cường giả của thư viện đều vây bảo vệ bên cạnh Mục U U, thư viện không có cường giả nào trấn thủ cả. Viện trưởng Lục Hiên thì càng không có khả năng ngăn cản. Bây giờ ông ta đang bị thương nặng. Trong sự theo dõi của mọi người, Diệp Quân hóa thành một đạo kiếm quang đã bay gần đến đỉnh núi Thương Lan. Nhưng lúc này, một luồng sức mạnh khủng bố giáng từ trên trời xuống. Mọi người thấy Diệp Quân rơi tự do từ trên cao xuống, lúc hắn đáp đất, cả mặt đất nổ tung, vụn đá văng tung tóe. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn, trên trời là một ông lão mặc áo bào đen. Trước ngực ông ta có thêu mấy chữ, người chấp pháp. Viện chấp pháp đến rồi. Thấy vậy, Lục Hiên đứng bên dưới thầm thở phào. Cuối cùng viện chấp pháp cũng đã tới rồi. Ông ta sắp cầm cự không nổi nữa rồi.
Thật ra lúc nhìn thấy thực lực của Diệp Quân, ông ta không cho những cường giả cảnh giới thần kiếp ra chạm trán, khó khăn lắm mới bồi dưỡng ra một cường giả cảnh giới thần kiếp. Chết một người là một tổn thất đối với thư viện ông ta, cho Mục U U xuất hiện cũng chỉ để cầm chân Diệp Quân, đợi người của viện chấp pháp tới. Bây giờ, cuối cùng viện chấp pháp cùng đã tới rồi. Chương 593, Thuấn sát nhất kiếm. Như vậy, thư viện đã có thể giữ được lực lượng. Lục Hiên vội ra hiệu bằng ánh mắt với những cường giả của thư viện Thanh Châu, họ đồng loạt lùi ra xa một chút. Gần đó, Diệp Quân lau vết máu trên khóe miệng, hắn lại lấy ra một viên đan dược nữa rồi uống. Lúc này, ông lão của viện chấp pháp xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Ông ta đứng đó, khí tức toàn thân như sóng biển cuộn trào, không gian cũng không chịu đựng được khí tức của ông ta, bắt đầu dập dềnh như sóng nước, đáng sợ vô cùng. Cường giả trên cảnh giới đăng phong. Diệp Quân im lặng. Không gian xung quanh bỗng vỡ nứt, một giây sau, mấy chục cường giả thần bí mặc áo bào đen chậm chậm bước ra. Chấp pháp vệ. Những thiên tài Thanh Châu thấy vậy thì đồng loạt lùi ra sau, trong mắt họ là sự kiêng dè. Thật ra, không chỉ mình chấp pháp vệ của thư viện Quan Huyên đáng sợ, mà chấp pháp vệ của bất kỳ thư viện nào cũng rất đáng sợ, vì họ trưởng quản hình phạt mà. Trước mặt Diệp Quân, ông lão kia nhìn chằm chằm hắn, trong những năm qua ở Trung Thổ Thần Châu, người trẻ dám giết người chấp pháp, cậu là người đầu tiên. Diệp Quân im lặng không nói gì, viên đan dược hắn vừa uống vẫn chưa phát huy hết dược lực. Hắn phải kéo dài thời gian. Lúc này, ông lão bỗng nhìn kiếm hành đạo trong tay Diệp Quân, sau đó hỏi, thanh kiếm này của cậu rất đặc biệt, sức chiến đấu của cậu khủng khiếp đến vậy, chắc là do thanh kiếm này nhỉ? Diệp Quân thầm nói, tháp ra. Vì sao người của Tổng viện Thư viện đều không nhận ra thanh kiếm này? Tiểu tháp, chỉ có hai loại người nhận ra được thanh kiếm này. Diệp Quân tò mò, hai loại nào? Tiểu tháp bình thản trả lời, người bên cạnh cha ngươi, và người chết. Diệp Quân sững sờ, hỏi lại, người chết á? Tiểu tháp nói, đúng vậy, những kẻ từng thấy thanh kiếm này 3.000 vạn năm trước cơ bản đều đã chết hết. Còn bây giờ không có ai nhận ra nó cũng là chuyện bình thường. Diệp Quân gật đầu, sau đó nhìn ông lão kia, hắn xòe tay ra, tấm huy hiệu vô tháp thí luyện kia bay tới trước mặt ông lão. Nhìn thấy tấm huy hiệu này, ông lão nhíu mày. Diệp Quân nhìn ông lão, không nói gì. Hắn cần thêm một chút thời gian nữa. Lúc này, ông lão lắc đầu, dù cậu có là người mà Diệp Vũ kiếm đế nhìn chúng thì cũng không có nghĩa cậu có thể giết người của viện chấp pháp ta. Nói rồi ông ta bỗng bước lên trước một bước. Bước đi này khiến không gian trước mặt Diệp Quân vỡ ra. Rõ ràng ông ta đã phát hiện ra Diệp Quân đang kéo dài thời gian để trị thương. Thời không trước mặt bỗng vỡ ra, hai mắt Diệp Quân nheo lại, một giây sau, hắn đâm một kiếm về phía trước. Thuấn sát nhất kiếm. Còn thêm cả phá quy tắc. Chương 594. Giết trong nháy mắt. Đối diện với cường giả trên cảnh giới đăng phong, đương nhiên hắn không thể khinh suất. Vèo. Nhát kiếm này của Diệp Quân cũng xé rách không gian, nhưng lúc này, một bàn tay đen kịt đã nắm lấy kiếm hành đạo của Diệp Quân. Nhưng giây lát sau, vù, bàn tay đen kịt kia vừa chạm vào kiếm hành đạo đã tan biến thành hư vô như tuyết gặp dầu sôi. Thấy vậy, ông lão biến sắc, vội vã lắc người lùi sau, nhưng kiếm của Diệp Quân nhanh hơn, chớp mắt đã tới trước mặt ông ta. Thấy tốc độ của Diệp Quân lại nhanh đến cỡ này. Trong lòng ông lão dâng lên nỗi sợ hãi. Hai tay ông ta hợp thành hình chữ thập, bấm tay niệm thần chú. Một ngọn lửa phun trào ra từ người ông ta, cả người bốc cháy. Lúc này, kiếm của Diệp Quân vừa đâm tới. Xoẹt! Kiếm của Diệp Quân lại có thể chém nát ngọn lửa kia ra, bấy giờ ông lão kia đã lùi ra đến trăm trượng. Nhưng lúc ông ta vừa dừng lại, kiếm hành đạo trong tay Diệp Quân bỗng bay lên chém ra một nhát. Thuật ngự kiếm. Tốc độ kiếm cực nhanh, như sấm chớp, chém tới trước mặt ông lão trong nháy mắt. Ông lão không thể trốn tránh, phẫn nộ gào lên một tiếng, một cột lửa phóng từ trong miệng ông ta ra. Nhưng cột lửa vừa chạm phải kiếm hành đạo đã nát vụn, ngay sau đó, kiếm đã găm vào cổ họng ông lão. Phụt! Một đường máu tươi bắn ra từ cổ họng ông ta. Tất cả mọi người đều hóa đá tại chỗ. Mẹ kiếp, giết trong tích tắc vậy sao? Ngay lúc mọi người còn chưa hết kinh hãi, Diệp Quân đã xuất hiện trước mặt ông lão,
Ông lão vừa định nói gì đó thì Diệp Quân đã rút kiếm hành đạo ra, tay trái cầm đầu ông ta, sau đó vung kiếm chém. Bụp! Đầu ông lão bị Diệp Quân chém phăng, máu tươi phun tung tóe, vô cùng đẫm máu. Giây phút này, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Diệp Quân cầm cái đầu đẫm máu của ông lão kia, quay người lạnh lùng nhìn những chấp pháp vệ kia, hung hăng nói các người ai lên tiếp. Thấy vậy, đám chấp pháp vệ kia đều tái mặt, nhưng trong mắt bọn họ phần nhiều là sự kiêng dè. Giết trong nháy mắt. Một nhát kiếm giết thủ lĩnh của họ trong nháy mắt. Quá ảo. Thằng nhóc này thật sự chỉ mới tới cảnh giới diệt không thôi đấy chứ. Phía xa, Mục U U nhìn Diệp Quân, trầm mặc. Lúc này, Lục Huyên đứng bên cạnh cô ta bỗng nói, nhà đầu, tuyệt đối đừng ra tay nữa. Mục U U khẽ gật đầu, ta hiểu. Cô ta biết, thực lực của mình không bằng Diệp Quân, lúc nãy có hai vị cường giả cảnh giới đăng phong hộ pháp, nếu không cô ta cũng không thể cản nổi kiếm của Diệp Quân. Mục U U nhìn Diệp Quân ở xa, khẽ nói, viện trưởng, sao không để hắn đi mời kiếm chủ nhân gian hiện thân? Lục Huyên bình tĩnh nói, có người sợ. Mục U U nhìn Lục Huyên, thế nên, hắn thật sự đã bị đối đãi bất công, đúng không? Cô ta vẫn luôn tiến tu trong thư viện, nên không biết chuyện của Diệp Quân, lần này nếu Lục Huyên không bảo cô ta cầm chân Diệp Quân thì cô ta sẽ không xuất hiện. Lục Huyên thở dài, gật đầu. Thật ra chuyện giữa nhà họ An và Diệp Quân, tất cả mọi người đều biết. Nhưng họ đều không nói ra. Chỉ có một người duy nhất dám nói, chính là Diệp Quan Chỉ. Nhưng bây giờ Diệp Quan Chỉ đã bị miễn chức chủ tịch thư viện, hơn nữa còn bị giam lỏng. Bây giờ ai dám đứng ra nói nữa? Không một ai. Thấy Lục Huyên gật đầu, Mục U U bỗng lắc đầu, nếu ngài nói sớm với ta sẽ không ra đây ngăn cản hắn đâu. Nói xong cô ta ôm đàn cổ, quay người rời đi. Lục Huyên do dự một lát, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ có thể thở dài. Lúc này, Mục U U bỗng dừng dân. Cô ta quay người nhìn Diệp Quân ở phía xa, lòng bàn tay khẽ lay động dây đàn, một tia sáng xanh chợt bay về phía Diệp Quân. Phía xa, Diệp Quân nhíu mày, đang định ra tay thì Mục U U bỗng lên tiếng, Diệp công tử, đây là thần thuật trị thương, có thể trị vết thương trên người công tử. Nghe thế, Diệp Quân ngẩn người. Lúc này, tia sáng xanh kia đã hòa vào cơ thể của hắn. Ấm áp, đúng như lời Mục U U nói. Tia sáng xanh này thật sự đang chữa lành cho cơ thể hắn. Diệp Quân nhìn Mục U U với ánh mắt khó hiểu. Mục U U cũng không nói gì, chỉ ôm đàn quay người rời đi. Lục Huyên đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì thở dài, cũng không ngăn cản. Lúc này, Diệp Quân cảm thấy vết thương của mình đang hồi phục rất nhanh, tuy không hiểu vì sao cô gái kia lại giúp mình, nhưng hắn không phí thời gian thêm nữa mà cầm kiếm hành đạo quay người ngự kiếm bay lên núi Thương Lan. Lúc này, những chấp pháp vệ đứng bên dưới cũng không dám ngăn cản. Nhưng bọn họ đã thông báo cho Tổng viện Thư viện Quan Huyên một lần nữa rồi. Thực lực của chàng trai này vượt xa dự đoán của chấp pháp vệ. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Quân sắp tới đỉnh núi. Nhưng lúc này, không gian trên đỉnh đầu hắn chợt nứt ra, một bàn tay khổng lồ từ trong đó thỏ ra, mạnh mẽ áp xuống. Rầm. Giây phút này, cả không gian trên trời đều vặn vẹo. Cùng lúc đó, một luồng uy lực đáng sợ như ngàn vạn ngọn núi đè xuống, sắc mặt mọi người đều tái nhợt, vội vã tránh đi. Bàn tay này áp xuống như trời đất sụp đổ, thật đáng sợ. Nhìn thấy bàn tay này, sắc mặt Diệp Quân cũng trở nên khó coi, nhưng hắn không còn đường lui nữa. Hắn lập tức nhún chân phải, mượn sức mạnh không gian để bay vút lên trên. Đâm một nhát kiếm ra. Mọi người thấy nhát kiếm của Diệp Quân đâm bàn tay khổng lồ kia ra một cái lỗ cực lớn. Nhưng sắc mặt của hắn đã tái nhợt, sau đó hắn rơi tự do từ trên trời xuống. Khi hắn tiếp đất, quảng trường đá rộng mấy nghìn trượng đều nát vụn. Phụt! Diệp Quân phun ra một ngụm máu. Tay phải hắn cầm kiếm chống xuống đất, lúc này, một vài chỗ trên người hắn đã nứt ra. Hắn nhìn kiếm hành đạo, cười tự giễu. Kiếm hành đạo sức mạnh vô địch. Nhưng bây giờ thực lực của hắn quá yếu, hoàn toàn không thể phát huy được thực lực của kiếm hành đạo. Mình vẫn còn yếu quá. Diệp Quân lau vết máu trên khóe miệng, nhìn người đàn ông trung niên đứng cách đó không xa. Bấy giờ, có người hô lên, là An Vũ Quân.
là một trong những thống lĩnh đạo binh của thư viện Quan Huyên. Trời ạ, không ngờ ông ấy lại đích thân tới đây. Lời vừa dứt, không gian xung quanh bỗng nứt ra, hàng trăm đạo binh đồng loạt bước ra. Tất cả đều là cường giả trên cảnh giới đăng phong. Thấy đội hình này, tất cả mọi người đều run sợ. An Vũ Quân nhìn chằm chằm Diệp Quân, thản nhiên nói, không phải có người chống lưng cho ngươi sao? Gọi ra đây! Gọi ra đây! Nghe An Vũ Quân nói vậy, mọi người đều nhìn Diệp Quân. Sau lưng Diệp Quân có một nữ kiếm tu mặc váy đỏ máu, đây không còn là bí mật gì nữa rồi. Mà lần này, nữ kiếm tu kia có xuất hiện nữa hay không? Nếu bà ấy xuất hiện, bà ấy có thể đối đầu được với An Vũ Quân này của nhà họ An hay không? À không đúng. Bây giờ không phải đối đầu chỉ với nhà họ An nữa rồi, mà là đối đầu với cả thư viện Quan Huyên. Ở vũ trụ Quan Huyên, ai dám đối nghịch với thư viện Quan Huyên? Một vị đại kiếm đế sao? Có 100 đại kiếm đế cũng không được. Đám đông nhìn Diệp Quân ở phía xa, họ đều lắc đầu thở dài. Hôm nay, không ai cứu nổi vị kiếm tu trẻ tuổi này nữa rồi. Ở phía xa, Diệp Quân lại lau vết máu ở khóe miệng, rồi bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Bù! Thuấn sát nhất kiếm! Trực tiếp ra tay, không phí bất cứ lời nào. An Vũ Quân thấy thế thì nheo mắt lại, ông ta phất tay áo, không gian xung quanh cuộn trào về phía Diệp Quân như sóng cả. Vèo! Nhát kiếm của Diệp Quân trực tiếp phá vỡ không gian, nhưng bản thân hắn lại không thể nào chịu đựng nổi sức mạnh khủng bố khắp bốn phía nữa, cả cơ thể bay ngược ra sau, ấy vậy mà kiếm hành đạo vẫn tiếp tục bay về phía trước. Thuật ngự kiếm. Thấy kiếm hành đạo đâm tới, ánh mắt An Vũ Quân dần lạnh xuống, ông ta bỗng xòe tay ra, sau đó khẽ áp về phía trước khiến vô số không gian tầng tầng lớp lớp ép vào nhau, hình thành một vách ngăn không gian đáng sợ. Nhưng, xoẹt. Kiếm hành đạo dễ dàng đâm toạc vách ngăn không gian, dễ như cắt đậu phụ vậy, không hề bị ngăn cản chút nào. An Vũ Quân thấy thế thì trong mắt lướt qua một tia kinh hãi, lúc này, ông ta không dám đối đầu trực diện, khẽ nhoáng người, lùi về sau trăm trượng. Bù! Kiếm hành đạo đâm hụt. Ngay giây phút đó, Diệp Quân bỗng xuất hiện phía sau nó, cầm lấy chuôi kiếm rồi giẫm mạnh chân phải xuống. Không gian chỗ Diệp Quân giẫm chân vỡ nát, còn hắn thì lại một lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang đâm tới. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới trước mặt An Vũ Quân đang đứng cách đó trăm trượng. Mắt An Vũ Quân lóe lên sát ý lạnh lẽo, ông ta xòe tay phải ra, sau đó thuận thế hất tay về phía trước. Rầm! Cú hất này khiến không gian trăm trượng trước mặt ông ta bị hất lên, sau đó cuồn cuộn đổ về phía Diệp Quân như thác đổ. Diệp Quân thấy vậy thì đồng tử co rút, hắn biết, kiếm hành đạo có thể chống lại được luồng sức mạnh khủng bố này, nhưng hắn thì không thể. Thế nên, hắn không hề do dự, thả kiếm hành đạo ra, dùng tâm ngự kiếm hành đạo hóa thành một tia kiếm quang chém vào dòng thác không gian kia, đâm thẳng về phía An Vũ Quân. Lần này, An Vũ Quân vẫn không định đối đầu trực diện, tiếp tục lùi về sau, nhoáng cái ông ta đã xuất hiện cách đó 100 trượng. Kiếm hành đạo lại lần nữa chém hụt. Diệp Quân vừa định tiến lên thì không gian phía bên phải hắn bỗng nứt ra, một cú đấm cực lớn đánh về phía hắn. Diệp Quân biến sắc, một thanh khí kiếm xuất hiện trong tay hắn quay người chém kiếm ra. Rầm! Nắm đấm kia bị nhát kiếm của hắn chém nát, nhưng sóng xung kích của sức mạnh khủng khiếp kia đã đánh hắn phải liên tục lùi sau. Trong lúc hắn lùi sau, hai bên trái phải bỗng xuất hiện hai tàn ảnh. Ánh mắt Diệp Quân lóe lên sự dữ dằn, hắn cầm khí kiếm chém ra. Bù! Một mảng kiếm quang bùng nổ trong không gian trước mặt hắn. Không gian vỡ nát, Diệp Quân lại tiếp tục lùi sau. Trong lúc đó, lại có thêm mấy đạo tàn ảnh nữa xông về phía hắn. Đạo binh đang đánh hội đồng. Lúc này, kiếm hành đạo bỗng bay trở về tay Diệp Quân. Ngay khoảnh khắc nó về tay Diệp Quân, mấy đạo binh kia bỗng dừng lại. Không tiếp tục truy kích nữa. Diệp Quân nhìn quanh, mấy chục đạo binh đang vây kín lấy hắn. Vẫn còn mấy chục đạo binh nữa chia ra đứng bốn hướng, rõ ràng họ sợ Diệp Quân chạy trốn. Sau khi Diệp Quân dừng lại, máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng hắn, y phục của hắn cũng hóa thành màu đỏ. Rất rõ ràng, cơ thể hắn đã bị thương nặng. Thấy vậy, mọi người xung quanh chìm vào im lặng. Hàng trăm đạo binh,
lại cộng thêm một An Vũ Quân với thực lực khủng bố. Đừng nói là Diệp Quân bây giờ, cho dù là một vị đại kiếm đế có cảnh giới không thấp đứng ở đây, e rằng cũng khó mà địch nổi. An Vũ Quân đứng phía xa nhìn Diệp Quân, An Mục và An Đạo Tân thua ngươi, thật sự không oan chút nào. Phải công nhận rằng bây giờ trong lòng An Vũ Quân cũng rất chấn động. Quá khủng bố. Bây giờ Diệp Quân mới chỉ tới cảnh giới diệt không, so sánh thì cảnh giới của hắn thua rất xa ông ta. Cảnh giới kém xa như vậy nhưng Diệp Quân lại có thể đấu với ông ta một trận. Tuy nói là dựa vào thanh kiếm trong tay, nhưng thực lực của bản thân Diệp Quân cũng vô cùng đáng sợ. Phải biết rằng, dù kiếm có mạnh cỡ nào, nếu bản thân Diệp Quân kém cỏi cũng không thể phát huy được tác dụng của kiếm. Tốc độ của Diệp Quân cũng khiến ông ta kiêng dè. Trong những người cùng cấp, Diệp Quân tuyệt đối là người chèn ép phần còn lại. Nếu cảnh giới của Diệp Quân được nâng cao, đến lúc đó. Nghĩ đến đây, sát ý trong mắt An Vũ Quân như kết thành thực thể. Sợ hãi. Giây phút này, chỉ cần nghĩ tới tương lai của Diệp Quân, ông ta sẽ cảm thấy sợ hãi. Một khi để cậu ta trưởng thành, cậu ta sẽ là một tồn tại đáng sợ. Nếu bây giờ không giết được cậu ta, tương lai nhà họ An chắc chắn sẽ bị diệt tộc. Nghĩ đến đây, An Vũ Quân bỗng bước tới trước một bước, ánh mắt dữ dằn, tay phải dựng thẳng lên rồi áp về phía trước. Không gian trong vòng mấy trăm trượng trên đỉnh đầu Diệp Quân bỗng sụp đổ, sau đó, sức mạnh không gian khủng khiếp như thác từ trên trời đổ xuống, chèn ép Diệp Quân. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã ép tới đỉnh đầu Diệp Quân. Bấy giờ, Diệp Quân cảm nhận được lực áp bức khổng lồ khiến hắn không tài nào thở được. Đồng tử Diệp Quân co rút lại, hắn tức giận gào lên, cầm kiếm lao vun vút lên trời. Đối đầu trực diện. Giờ phút này, hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ còn cách đối đầu trực diện. Ong! Tiếng kiếm vang lên, Diệp Quân chém vào dòng thác không gian kia khiến nó rách toạc ra, nhưng cũng trong giây phút đó, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, không chỉ vậy, máu tươi còn không ngừng chảy ra từ miệng hắn. Diệp Quân không còn sức để lo cho vết thương trên người, hắn dẫm chân phải xuống, hóa thành một đạo kiếm quang lao về phía An Vũ Quân kia. Thấy nhát kiếm chém tới, An Vũ Quân vẫn chọn không đối đầu trực diện với nó mà nhoáng người lùi ra sau trăm trượng. Làm tiêu hao. Ông ta nhìn ra được khuyết điểm của Diệp Quân. Cảnh giới kiếm đạo quá mạnh còn cảnh giới của bản thân lại quá yếu. Đương nhiên, quan trọng nhất là kiếm của Diệp Quân, nhìn tình hình hiện nay thì Diệp Quân vẫn chưa thể phát huy được uy lực thật sự của nó. Thế nên ông ta quả quyết chọn cách làm tiêu hao sức lực của Diệp Quân. Ông ta có thể kéo dài cho đến khi Diệp Quân chết. Diệp Quân lại đâm hụt, kiểu cường giả như An Vũ Quân. Nếu ông ta không chịu đối đầu trực diện với hắn thì hắn cũng không thể làm gì được ông ta. Lúc Diệp Quân đâm hụt, mấy chục luồng sức mạnh khủng bố cùng lúc đánh về phía hắn. Diệp Quân híp hai mắt lại, vung tay chém một nhát kiếm thật mạnh. Không gian trước mặt Diệp Quân vụn vỡ, một đạo kiếm quang bùng nổ, mấy chục luồng sức mạnh kia bị nhát kiếm của hắn chém tan tành. Nhưng ngay lúc này, hàng trăm luồng sức mạnh đáng sợ chợt đổ về phía Diệp Quân như mưa bão. Đánh hội đồng. Sắc mặt những người chứng kiến việc này đều trở nên nghiêm trọng. Những đạo binh này không phải chỉ là cường giả bình thường. Diệp Quân ở phía xa, cầm kiếm vung lên mạnh mẽ, từng đạo kiếm quang không ngừng bay ra. Vù vù vù. Tiếng kiếm quang xé toạc không khí vang lên liên hồi, Diệp Quân thì lại liên tiếp lùi ra sau, trong lúc hắn lùi ra sau. Áo quần của hắn đã đỏ thẫm, trông vô cùng thảm hại. Cứ như vậy, mãi đến một khắc sau, những đạo binh kia mới dừng tay lại, Diệp Quân lúc này đã lùi ra cách đó trăm trượng. Sau khi dừng lại, tay phải Diệp Quân cầm kiếm, máu không ngừng rỉ ra từ khóe miệng. Vừa nãy hắn đã dùng hai viên đan dược nhưng tốc độ hồi phục vết thương không nhanh bằng tốc độ hắn bị thương. An Vũ Thần đứng một bên không ra tay. Ông ta đang đợi. Theo ông ta thì Diệp Quân đã rơi vào đường cùng rồi, người chống lưng cho Diệp Quân chắc chắn sẽ xuất hiện. Bây giờ ông ta đang đề phòng người chống lưng cho Diệp Quân. Nhưng đánh đến bây giờ mà người đó vẫn chưa xuất hiện. Điều này khiến An Vũ Quân nghi ngờ, có khi nào người đó đã từ bỏ Diệp Quân rồi hay không? Ông ta trầm tư. Không có khả năng đó cho lắm, đối phương đã dám bảo Diệp Quân tới Thanh Châu tìm kiếm chủ nhân gian.
rõ ràng đối phương muốn lấy kiếm chủ nhân gian ra để trấn áp thư viện Quan Huyên. Thế nên không thể nào từ bỏ Diệp Quân được. Đặc biệt là Diệp Quân còn yêu nghiệt đến cỡ này, chắc chắn đối phương sẽ không dễ dàng từ bỏ Diệp Quân đâu. Nghĩ vậy, An Vũ Quân nhìn Diệp Quân ở phía xa, Diệp Quân, người sau lưng ngươi vẫn chưa chịu xuất hiện sao? Ở nơi đó, Diệp Quân lau vết máu, cả người trông rất yếu ớt. Lúc nghe An Vũ Quân hỏi, Diệp Quân nhếch miệng cười, trông hơi thảm, sau lưng ta không có ai cả. An Vũ Quân nhìn chằm chằm Diệp Quân, không có ai. Ngày đó nữ kiếm tu chống lưng cho ngươi uy phong lắm mà, giết hơn nghìn cường giả nhà họ An ta, thế nào, bây giờ bà ta không dám xuất hiện nữa sao? Nói rồi, ông ta bỗng lắc đầu cười, cũng dễ hiểu, hôm đó ở thư viện Trung Thổ Thần Châu không có cường giả thực thụ, đương nhiên bà ta có thể ra oai, nhưng bây giờ, nếu bà ta xuất hiện thì sẽ phải đối đầu với cả thư viện, đổi lại là ta, chắc chắn ta cũng sẽ không dám đứng ra. Diệp Quân nhìn An Vũ Quân, ông đợi chút nữa thì bà ấy sẽ xuất hiện thôi. An Vũ Quân nheo mắt, người muốn kéo dài thời gian. Ông ta nhìn ra được ngay là Diệp Quân đang kéo dài thời gian. An Vũ Quân lắc đầu, Diệp Quân, kiếm của ngươi cực mạnh, mạnh đến mức vượt xa dự liệu của ta, nhưng ngươi của bây giờ, cảnh giới quá thấp, ngươi muốn dùng sức một mình ngươi để đối đầu với tất cả bọn ta, đây là điều viển vông. Nói rồi ông ta cất bước đi về phía Diệp Quân, nếu bà ta không chịu xuất hiện thì ta chỉ có thể giết ngươi trước. Đương nhiên, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi dễ dàng vậy đâu, ta sẽ cho ngươi chết một cách đau khổ, như vậy mới xứng đáng với cả nghìn người đã chết của nhà họ An ta. Nói xong ông ta bỗng biến mất tại chỗ. Một luồng sức mạnh khủng bố chợt quét qua. Thấy An Vũ Quân xông tới, ánh mắt Diệp Quân hiện lên vẻ quyết tâm, hắn dậm chân phải. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang xông ra. Nhất kiếm quyết sinh tử. Giây phút này, ông không chết thì ta chết. Hắn không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có thể liều chết. Tuy bây giờ Diệp Quân đang bị thương nặng nhưng kiếm thế của hắn lại đạt đến đỉnh cao. An Vũ Quân híp mắt nhìn nhát kiếm này của Diệp Quân. Ông ta mạnh mẽ phất hai tay. Không gian hai bên trong vòng mấy trăm trượng bị ông ta xốc lên rồi ầm ầm phóng về phía Diệp Quân. Còn ông ta thì lại rút lui. Ông ta không dám đối đầu với nhát kiếm này của Diệp Quân. Vẫn dùng cách cũ để tiêu hao sức lực của Diệp Quân. Tuy Diệp Quân phá được làn sóng không gian nhưng hắn vẫn đâm hụt nhát kiếm này. Đâm hụt xong, sắc mặt Diệp Quân càng tái mét. Hắn đã như đèn cạn dầu rồi. Tất cả mọi người ở đó đều đang nhìn Diệp Quân. Họ đều nhận ra chàng trai này sắp không xong rồi. An Vũ Quân kia nhìn Diệp Quân. Không nói gì. Ông ta vẫn đang đợi. Đợi kiếm tu sau lưng Diệp Quân xuất hiện. Kiếm tu đó mà không xuất hiện, đêm ông ta ngủ không yên. Dù sao, nếu sau này nhà họ An bị một vị đại kiếm đế tới trả thù thì đó sẽ là một tai họa đối với nhà họ An. Mà bây giờ, chỉ cần kiếm tu kia xuất hiện, đồng nghĩa là đối đầu với thư viện Quan Huyên, đến lúc đó, ông ta có thể mượn danh nghĩa của thư viện để đối phó với vị kiếm tu này. Đây mới là mục đích chính của ông ta. Giết người thì phải nhổ cỏ tận gốc, không được để lại hậu họa. Thế nên, hôm nay ông ta muốn giết cả người chống lưng cho Diệp Quân. Diệp Quân đứng phía xa nhìn kiếm hành đạo trong tay mình, lúc này đây, hắn bỗng thấy kiếm hành đạo trở nên mơ hồ. Hắn cật lực lắc đầu, hắn biết, lần này có lẽ hắn không xong rồi. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn đỉnh núi Thương Lan. Tia kiếm khí kiếm chủ nhân gian để lại gần ngay trước mắt, nhưng lúc này hắn đã hết cách thật rồi. Hắn đã dốc hết sức mình rồi. Diệp Quân bỗng nhếch miệng cười, nụ cười này khiến máu tươi trong miệng hắn trào ra ngoài. Hắn không hề cảm thấy không cam tâm. Vì hắn biết, ở thế giới này, rất nhiều lúc, không phải ngươi cứ cố gắng là nhất định sẽ có kết quả. Phía xa, An Vũ Quân nhìn Diệp Quân, tay phải ông ta dần siết chặt. Ông ta chợt xông về phía trước khiến không gian vặn vẹo, cùng lúc đó vô số sức mạnh không gian khủng bố không ngừng cuốn về phía Diệp Quân. An Vũ Quân nhìn Diệp Quân chòng chọc, thầm đề phòng. Ông ta vẫn đang kiêng dè nữ kiếm tu váy đỏ như máu trong lời đồn. Phía xa, Diệp Quân nhìn An Vũ Quân đang xông tới, hắn dần khép mắt lại, siết chặt kiếm hành đạo trong tay. Chờ chết sao? Không thể nào. Dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng. Hắn cũng sẽ không chờ chết.
chờ chết và chiến đấu đến chết khác nhau lắm. Bấy giờ, Diệp Quân bỗng mở trừng mắt ra, đâm một kiếm tới. Vù! Đây là nhát kiếm cuối cùng của hắn. Nhát kiếm này chém ra, toàn thân hắn nứt nẻ, vô số tia máu phun ra. Ầm! Nhát kiếm này chém nát sức mạnh không gian khủng bố của An Vũ Quân kia, nhưng cùng lúc đó, cơ thể Diệp Quân cũng bay vút ra phía sau, bay những hơn trăm trượng mới rơi xuống đất. Ầm! Mặt đất chấn động kịch liệt, máu tươi không ngừng trào ra. Diệp Quân nhìn lên bầu trời, ý thức của hắn đã trở nên mơ hồ. Lúc này, trên trời, bỗng một dung nhan tuyệt trần xuất hiện. Là Nạp Lan Ca. Tay phải Diệp Quân chậm chậm giơ lên, muốn nói gì đó nhưng máu đã ọc ra khiến hắn không tài nào nói được. Thấy ánh mắt của Diệp Quân, mọi người đều nhìn lên trời, nhưng ở đó không có gì cả. Bấy giờ tay Diệp Quân từ từ rơi xuống, miệng lẩm bẩm tiểu ca. Ta xin lỗi, không thể cứu sống được muội, muội sẽ không trách ta chứ. Dứt lời, máu không ngừng trào ra từ miệng hắn, mặt đất đỏ lòm, ánh sáng trong mắt hắn đã dần lụi tắt. Nhưng đúng lúc này, một bóng người bỗng xông vào. Thấy người này, An Vũ Quân bỗng nheo mắt lại. Người này chính là Tịch Huyền. Tịch Huyền bỗng ôm lấy Diệp Quân, đút một viên đan dược vào miệng hắn, sau đó dán vài tấm phù trị liệu lên những vết thương trên người hắn. Tiếp đó, cô ấy ôm Diệp Quân rồi khẽ lắc người. Vù! Không gian bỗng nứt ra. Sắc mặt An Vũ Quân chợt thay đổi, ông ta quay phát người nhưng lúc này Tịch Huyền đã ôm Diệp Quân xuất hiện trên đỉnh Thương Lan rồi. Hỗn xược! An Vũ Quân nổi cơn thịnh nộ, tay phải ông ta hất lên, không gian phía sau lưng Tịch Huyền nứt ra, một nắm đấm tỏa ra khí thế kinh người đánh tới. Đồng tử Tịch Huyền co rút, cô ấy cõng Diệp Quân trên lưng rồi quay phát người lại, hai tay mạnh mẽ vung lên. Chớp mắt, mấy chục thanh phi đao chém ra. Rầm rầm! Những phi đao kia bị nắm đấm này đánh nát trong tích tắc, một nắm đấm mạnh mẽ đánh vào bụng Tịch Huyền. Bịch! Tịch Huyền và Diệp Quân bay vút ra gần trăm trượng, lúc rơi xuống đất, Tịch Huyền gắng gượng lật Diệp Quân lên trên, còn mình thì đập xuống đất. Rầm! Nơi họ rơi xuống, mặt đất nứt toác ra. Tịch Huyền phun ra một ngụm máu. Tịch Huyền không phí bất cứ lời nào, cô ấy cố gắng bỏ lên, sau đó kéo Diệp Quân đi về phía thư viện Quan Huyên. Mà lúc này, không gian sau lưng cô ấy lại lần nữa nứt ra, lại một quyền ấn nữa đánh tới. Đồng tử Tịch Huyền rút lại, cô ấy kéo Diệp Quân ra sau lưng, sau đó hợp ngón tay đặt giữa trán. Một giây sau, một phi đao hư ảo bỗng bay từ trán cô ấy ra. Nhưng lần này, người xuất quyền ấn lại là bản thân An Vũ Quân. Ầm, quyền này đánh nát phi đao của Tịch Huyền, sau đó nó đập lên người Tịch Huyền. Vù! Tịch Huyền và Diệp Quân lại bị đánh bay, lúc rơi xuống đất, Tịch Huyền lại lần nữa lật người để Diệp Quân nằm trên. Ầm! Lúc Tịch Huyền rơi xuống đất, cả mặt đất nứt toác. Phụt! Tịch Huyền phun một ngụm máu tươi, giây phút này, cơ thể cô ấy nứt ra đủ chỗ, máu tươi nhuộm đỏ váy. Nhưng cô ấy vẫn cõng Diệp Quân chậm rãi bò về phía xa, cô ấy nhìn chằm chằm phía trong cửa, ở đó là tượng kiếm chủ nhân gian. Trên lưng Tịch Huyền, Diệp Quân lúc này đã hồi phục lại một ít sức lực, lúc nhìn thấy dáng vẻ của Tịch Huyền, hắn chợt như bị sét đánh, cả người ngơ ngác. Tất cả mọi người ở đó đều đang nhìn Tịch Huyền và Diệp Quân. Tịch Huyền cứ vậy cõng Diệp Quân từng chút bò về phía tượng kiếm chủ nhân gian, sau lưng hai người họ toàn là máu. Bấy giờ, một luồng sức mạnh khủng bố bỗng bao trùm lấy cả hai. Rắc! Bỗng nhiên, toàn thân Tịch Huyền bắt đầu nứt toác ra. Diệp Quân hoảng hốt, tay trái hắn vội vã ôm lấy Tịch Huyền, một giây sau, tay trái của hắn đã bị luồng sức mạnh khủng bố đó đánh nát. Tịch Huyền dừng lại, cô ấy khó nhọc quay đầu nhìn Diệp Quân gần trong gang tấc, cô ấy khẽ nói, đời này, gặp được người mà mình thích thật sự rất khó. Tiếc là người mà ta thích đã thích người khác mất rồi. Xin lỗi, ta không giúp huynh được nữa. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ quen biết với huynh trước. Huynh biết không? Ta thật sự rất thích, huynh. Dứt lời, cả cơ thể và linh hồn của cô ấy bỗng hóa thành cho bụi chậm chậm bay đi. Diệp Quân ngẩn ngơ, hắn xòe tay ra, một thanh phi đao rơi trên tay hắn. An Vũ Quân bên cạnh đang định ra tay thì tượng kiếm chủ nhân gian ở phía xa bỗng hơi rung lên. Một giây sau, tượng nứt ra, một người đàn ông tóc bạc chậm rãi bước ra.
kiếm chủ nhân gian. Thấy cảnh này, An Vũ Quân và những kẻ sau lưng ông ta đều tái mặt, đồng loạt quỳ xuống đất. Diệp Quân gắng gượng đứng lên, hắn siết chặt thanh phi đao kia, sau đó từng bước đi về phía kiếm chủ nhân gian. Hắn đi rất khó nhọc, mỗi một bước đều để lại vết máu trên mặt đất. Cánh tay trái của hắn đã không còn, máu tươi cứ liên tục chảy ra. Bước được mấy bước, cuối cùng hắn đã không gắng gượng nổi nữa, cả người đổ ầm xuống, sau đó hắn dốc toàn lực bò tới trước mặt kiếm chủ nhân gian, phía sau lưng hắn toàn máu là máu. Diệp Quân gắng gượng đứng lên, sau đó lại quỳ xuống, cánh tay phải cầm thanh phi đao kia đã nứt ra có thể thấy cả xương, hắn cố hết sức đưa thanh phi đao đó tới trước mặt người đàn ông tóc bạc, khẽ nói tiền bối, có thể giúp ta cứu cô ấy không? Ta chết cũng được. Kiếm chủ nhân gian. Khoảnh khắc này, tất cả đệ tử thư viện đang có mặt đều đồng loạt quỳ xuống đất, kích động không thôi. Xuất hiện thật rồi. Kiếm chủ nhân gian này vậy mà lại thật sự xuất hiện ở Thanh Châu. Sắc mặt của Lục Hiên đứng đầu hơi tái nhợt. Sự xuất hiện của kiếm chủ nhân gian, đối với ông ta mà nói không phải là một chuyện tốt. Bởi vì một khi kiếm chủ nhân gian lật lại bản án vì Diệp Quân, vậy thì ông ta và rất nhiều thế gia cũng như tông môn của thư viện đều có thể bị trừng trị. Kiếm chủ nhân gian sẽ lật lại bản án vì Diệp Quân sao? Trong lòng Lục Hiên đột nhiên trở nên bất an. Sắc mặt của An Vũ Quân cách đó không xa cũng hết sức nghiêm trọng, ông ta cũng không ngờ kiếm chủ nhân gian lại thật sự xuất hiện. Giống như Lục Hiên, ông ta cũng đang lo lắng, nếu như kiếm chủ nhân gian thật sự lật lại bản án vì Diệp Quân này thì lúc đó tình cảnh của nhà họ An sẽ cực kỳ khó xử. Thế nhưng nghĩ lại thì kiếm chủ nhân gian sao có thể trừng trị nhà họ An vì một người không có chút quan hệ gì cơ chứ? Hoàn toàn không có khả năng. Phải biết rằng, nhà họ An là thông gia với kiếm chủ nhân gian đấy. Nghĩ tới đây, trong lòng An Vũ Quân lập tức thở phào. Xung quanh, vào khoảnh khắc hay tin kiếm chủ nhân gian xuất hiện, tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ xuống. Kích động. Phấn khích. Kiếm chủ nhân gian xuất hiện thật rồi. Được nhìn thấy kiếm chủ nhân gian một lần có thể chém gió được cả đời luôn đấy. Trước cửa lớn, kiếm chủ nhân gian nhìn Diệp Quân trước mặt, bây giờ Diệp Quân đã bị gãy một cánh tay, toàn thân là vết nứt, trông có vẻ sức cùng lực kiệt. Kiếm chủ nhân gian trầm mặc một lát, sau đó ông ấy đột nhiên cầm lấy thanh phi đao trong tay cậu thanh niên trước mặt, dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, ông ấy khom lưng từ từ đỡ cậu thanh niên đó lên, nhẹ giọng nói, mặt đất lạnh, quỳ làm gì? Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Lục Hiên và An Vũ Quân cách đó không xa lập tức trở nên trắng bệch. Diệp Quân hơi thất thần nhìn kiếm chủ nhân gian trước mặt, nhẹ giọng nói, có thể cứu cô ấy không? Kiếm chủ nhân gian gật đầu, có thể. Nói xong, ông ấy đột nhiên phất ống tay áo, một tia kiếm quang xé ngang màn trời. Ngay sau đó, dưới ánh mắt quan sát của tất cả mọi người, một con đường màu đen xuất hiện ở cuối chân trời. Bên trong con đường màu đen đó thấp thoáng có thể thấy được vô số điểm sáng màu xanh đang lắc lư. Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Đây là gì? Hỗn xược. Đúng vào lúc này, một tiếng gầm phẫn nộ đột nhiên vang lên từ nơi xa thẳm của tinh không vô tận, kẻ nào dám khởi động đường luân hồi, quấy nhiễu sự luân hồi bình thường của sinh linh, không muốn sống nữa sao? Giọng nói tới từ nơi sâu thẳm của vũ trụ tinh không vô tận. Nhưng lại giống như kinh lôi vang lên trong lòng mọi người, đinh tai nhức óc. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, run lên không ngừng. Sắc mặt của An Vũ Quân lập tức biến đổi. Đường luân hồi. Ông ta biết, bên trong thư viện có một hệ thống luân hồi, vận chuyển chúng sinh luân hồi. Mà ông ta cũng chỉ từng nghe chứ chưa từng được thấy. Hóa ra thế gian thật sự có. Một kiếm mở luân hồi. Không giống với lẽ thường. Trong lòng An Vũ Quân chấn động không thôi, vội vàng quỳ rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Đúng vào lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một hư ảnh, cùng với sự xuất hiện của hư ảnh này, cả đất trời trở nên vô cùng hư ảo. Đồng thời, một áp lực khủng bố cứ thế bao trùm lấy cả đất trời, khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều chẳng thể hô hấp. Bao gồm cả An Vũ Quân. Khoảnh khắc này, trong lòng An Vũ Quân khiếp sợ tới cực điểm. Vốn dĩ ông ta cho rằng bản thân cũng được coi là một nhân vật lớn trong thư viện, bây giờ xem ra suy nghĩ này thật nực cười. Nhân vật ở đẳng cấp như vậy mới có thể là ông lớn thật sự của thư viện. Luân hồi chi chủ. Quản lý luân hồi thế gian.
Lúc này, kiếm chủ nhân gian ngẩng đầu liếc nhìn hư ảnh kia, vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Lúc hư ảnh kia nhìn thấy kiếm chủ nhân gian thì sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó quỳ gối xuống, run giọng nói, thuộc hạ tham kiến kiếm chủ. Kiếm chủ nhân gian bình tĩnh nói, lui xuống. Luân hồi chi chủ vội vàng nói, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, ông ta liếc nhìn Diệp Quân đang quỳ trước mặt kiếm chủ nhân gian, sau đó lặng lẽ lui xuống, áp lực khủng bố kia cũng biến mất tăm trong chính khoảnh khắc đó. Lúc này, lòng bàn tay phải của kiếm chủ nhân gian mở ra, bên trong đường luân hồi, một điểm sáng màu xanh đột nhiên bay ra ngoài. Dấu vết sinh mệnh của Tịch Huyền. Kiếm chủ nhân gian mở tay trái ra, bình tĩnh nói, ngưng. Trong nháy mắt, đất trời rung lên kịch liệt, một giây sau, vô số mảnh vỡ linh hồn bé nhỏ nhanh chóng ngưng tụ ngay tại khoảnh khắc này. Chẳng mấy chốc, trong ánh mắt của tất cả mọi người, linh hồn của Tịch Huyền cứ thế được ngưng tụ lại như cũ. Lúc này, kiếm chủ nhân gian mở lòng bàn tay ra, dấu vết sinh mệnh đó của Tịch Huyền từ từ bay vào trong linh hồn. Thế nhưng cùng lúc này, dị biến lại đột nhiên xuất hiện, một luồng khí tức khủng bố đột nhiên từ nơi sâu thẳm của vũ trụ ngân hà đổ dồn về Thanh Châu. Sắc mặt của tất cả mọi người biến đổi mạnh mẽ, đồng loạt ngẩng đầu đầy khiếp sợ. Lại là ai đây? Lúc này, một tiếng gầm phẫn nộ lại vang lên giữa đất trời, to gan, lại dám cưỡng ép nghịch chuyển sinh tử, phá vỡ trật tự đất trời, người coi Diêm Điện của ta là không khí hay sao? Lúc này, kiếm chủ nhân gian đột nhiên nhíu mày, ông ấy ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lúc này, nơi đó có một hư ảnh đang lặng lẽ ngưng tụ. Sau khi hư ảnh ngưng tụ xong, ông ta nhìn xuống bên dưới, lúc nhìn thấy kiếm chủ nhân gian, ông ta giống như bị sét đánh ngang tai, cứ thế đứng đờ ra tại chỗ. Mẹ nó! Bản thân vừa nói cái gì vậy chứ? À! Hình như mình không còn nhớ gì hết nữa cả. Kiếm chủ nhân gian liếc nhìn hư ảnh kia, người muốn đánh ta sao? Phịch! Hai chân hư ảnh mềm nhũn, quỳ xuống, ông ta run giọng nói, viện trưởng! Ta không biết là ông. Ta xin dập đầu xin lỗi ông. Nói xong, ông ta cứ thể dập đầu lia lịa. Kiếm chủ nhân gian lắc đầu, lui xuống. Hư ảnh vội vàng nói, vâng, giờ ta sẽ cút luôn. Nói xong, ông ta liếc trộm Diệp Quân một cái, sau đó âm thầm lui xuống. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Trước mặt kiếm chủ nhân gian không có ông lớn nào hết. Lúc này, linh hồn của Tịch Huyền đã ngưng tụ lại. Cô ấy từ từ mở to hai mắt, lúc nhìn thấy Diệp Quân, cô ấy đột nhiên ngẩn ra, nói với vẻ hoang mang, ta vẫn còn sống ư. Nhìn thấy Tịch Huyền thật sự sống lại, cả người Diệp Quân cứ thế mềm nhũn ra, ngã về phía sau. Lúc này, trong ánh mắt của tất cả mọi người, kiếm chủ nhân gian lại cúi người ôm lấy Diệp Quân. Mọi người sững sờ. Sắc mặt của Lục Hiên và An Vũ Quân lại trở nên vô cùng khó coi. Rất rõ ràng. Kiếm chủ nhân gian này rất coi trọng cậu kiếm tu trẻ tuổi có thiên phú dị bẩm kia. Cũng bình thường thôi, dù gì với một thiên tài kiếm tu trẻ tuổi giống như Diệp Quân thì kiếm chủ nhân gian coi trọng tài năng cũng là chuyện hết sức thường tình. Kiếm chủ nhân gian nhìn Diệp Quân trước mặt, ông ấy mở lòng bàn tay ra, trong chốc lát, giữa đất trời có vô vàn năng lượng màu xanh thần bí đổ dồn về vị trí của ông ấy. Rất nhanh, những năng lượng thần bí này đều tràn hết vào bên trong cơ thể của Diệp Quân. Chẳng mấy chốc, vết thương của Diệp Quân bắt đầu hồi phục với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Rất lâu sau đó, Diệp Quân từ từ mở hai mắt ra, hắn thì thào, ta vẫn còn sống sao? Kiếm chủ nhân gian gật đầu, khẽ cười, phải. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Tịch Huyền phía bên cạnh, lúc này Tịch Huyền cũng đang nhìn hắn. Nhìn thấy Tịch Huyền, Diệp Quân nhếch miệng cười. Tịch Huyền hơi cúi đầu, không nói gì hết. Kiếm chủ nhân gian đột nhiên nhìn về phía Lục Hiên và An Vũ Quân ở phía xa, sắc mặt hai người lập tức biến đổi, quỳ trên mặt đất. Kiếm chủ nhân gian lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta hơi thất vọng đấy. Nói xong, ông ấy nhìn về phía Diệp Quân, đi theo ta. Dường như ông ấy nghĩ tới điều gì đó, lại nhìn về phía Tịch Huyền, cô nương, cô cũng đi theo đi. Tịch Huyền do dự một lát, sau đó đi theo Diệp Quân. Lục Hiên và An Vũ Quân đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thất vọng. Câu nói này, tất cả mọi người đều nghe thấy rồi. Tiêu rồi. Hai người biết, bọn chúng tiêu đời rồi. Giết bọn chúng. Không.
kiếm chủ nhân gian căn bản không cần phải ra tay, chỉ cần một câu nói này, nhà họ An và Lục Hiên đều tiêu đời rồi. An Vũ Quân rõ ràng không cam tâm, ông ta run giọng nói, kiếm chủ, tiên tổ của nhà họ An vẫn ổn chứ? An Lan Tú, đánh con bài tình cảm. Tất cả mọi người đều nhìn kiếm chủ nhân gian. Kiếm chủ nhân gian sẽ vì tiên tổ nhà họ An mà bỏ qua cho nhà họ An sao? Phía xa, kiếm chủ nhân gian dừng bước chân, ông ấy trầm mặc một lúc, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, cười nói, chuyện nhà họ An, người thấy thế nào? Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Diệp Quân mặt không chút biểu cảm, nhà họ An có hai võ thần, lại còn là họ hàng với tiền bối, ta có thể thấy thế nào được nữa đây? Kiếm chủ nhân gian cười nói, tất cả những kẻ tham gia vây giết Diệp Quân của nhà họ An lần này, giết hết không tha, không được vào luân hồi, tất cả trẻ con của nhà họ An đưa tới Tổng viện Thư viện học tập, trong vòng 1.000 năm, không được nhận bất kỳ chức quan nào tại Thư viện. Nghe vậy, sắc mặt của An Vũ Quân phía bên cạnh trắng bệch như tờ giấy, sau đó sụi lơ trên mặt đất, mặt như cho tàn. Xong rồi. Nhà họ An hoàn toàn xong rồi. Lúc này, ánh mắt của kiếm chủ nhân gian nhìn về phía An Vũ Quân, nơi này thiên đạo ở đâu? Đột nhiên, thời không trước mặt kiếm chủ nhân gian nứt ra, một hư ảnh bước ra bên ngoài, hư ảnh từ từ quỳ xuống. Kiếm chủ nhân gian bình tĩnh nói, nhốt thần hồn của người này vào trong ngục thần chiếu, gánh lấy nỗi khổ muôn đời, không được luân hồi. Hư ảnh vội vàng gật đầu, lúc này, An Vũ Quân đột nhiên run giọng nói, viện trưởng, tiên tổ nhà họ An ta. Kiếm chủ nhân gian liếc nhìn An Vũ Quân, nếu như ngươi không phục thì gọi tiên tổ tới đánh ta đi. Mọi người, sắc mặt An Vũ Quân xám như cho tàn. Thiên đạo không chần chừ thêm nữa, dẫn theo An Vũ Quân đang thất thần biến mất khỏi vị trí. Thứ chờ đợi ông ta chính là nỗi khổ vô tận nơi địa ngục. Kiếm chủ nhân gian đột nhiên nhìn về phía Lục Hiên, thấy kiếm chủ nhân gian nhìn tới mình, Lục Hiên khiếp sợ tới cực điểm. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên nói, là nội bộ thư viện xảy ra vấn đề. Kiếm chủ nhân gian gật đầu, có vấn đề là bình thường. Diệp Quân nhìn kiếm chủ nhân gian, ông ấy cười nói, cơ hội hiếm có, đi theo ta đi. Nói xong, ông ấy lại liếc nhìn Tịch Huyền, cô gái cũng đi theo luôn. Tịch Huyền gật đầu, vâng. Ba người bước về phía xa. Lúc này, giọng nói của kiếm chủ nhân gian đột nhiên vang lên giữa đất trời, giải tán đi. Giải tán. Nghe vậy, tất cả mọi người đang có mặt đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt rời đi. Còn Lục Hiên vẫn đang quỳ. Ông ta biết ông ta cũng xong đời rồi. Tiền đồ hoàn toàn tiêu tan. Ông ta đột nhiên cười khổ, không đánh cược. Nếu như cược, đời người có thể đã hoàn toàn khác rồi. Tuy nhiên đời người không có nếu như, cũng không có thuốc hối hận. Lục Hiên sụi lơ trên mặt đất, khoảnh khắc này, ông ta giống như đã già đi rất nhiều. Trong bóng tối ở một nơi nào đó phía chân trời. Một cô gái đang cúi người nhìn xuống bên dưới, cô gái này chính là Ngao Thiên Thiên. Sau lưng cô ta còn có một đám cường giả tộc Thiên Long. Ngoài ra, ở bên cạnh Ngao Thiên Thiên còn có thêm một ông lão. Ông lão này chính là tộc trưởng Ngao Thành của tộc Thiên Long bây giờ. Lúc này, Ngao Thành và đám cường giả tộc Thiên Long đều đang vô cùng kinh ngạc. Lần này bọn chúng tới thật ra cũng là để giết Diệp Quân, nhưng bởi vì Ngao Thiên Thiên cản trở nên tới muộn một chút. Chính vì tới muộn một chút nên đã cứu được cả tộc Thiên Long. Ngao Thiên Thiên nhìn xuống dưới, trầm mặc không nói gì. Cô ta cược thắng rồi. Cô ta đã cứu được cả tộc Thiên Long. Lúc này, Ngao Thành đột nhiên khẽ thở dài, cô gái, vẫn là cô có tầm nhìn. Ngao Thiên Thiên im lặng. Ban nãy không phải ông nói ta đàn bà đầu óc hạn hẹp sao? Không phải ông nói làm việc thì phải làm đến cùng sao? Hai. Ngao Thiên Thiên nhẹ giọng thở dài, cũng không nói thêm gì mà quay người rời đi. Dãy núi sau thư viện. Kiếm chủ nhân gian dẫn Diệp Quân và Tịch Huyền tới trước một ngôi mộ, ông ấy từ từ quỳ xuống. Sau đó khẽ nói, ông Kỷ, ta tới thăm ông đây. Nói xong, ông ấy khẽ cười, lại nói, thật nhớ những ngày tháng ở Thư viện Thương Lan lúc trước. Đáng tiếc, bây giờ Cố Hương còn đó, nhưng lại chẳng thấy được người năm xưa. Diệp Quân nhìn về phía kiếm chủ nhân gian, hắn nhìn thấy vẻ thương đau ở trong mắt ông ấy.
Diệp Quân quay đầu nhìn về phía bia mộ, khẽ hỏi, tiền bối, người ở bên trong là? Kiếm chủ nhân gian khẽ cười, một người thầy của ta. Diệp Quân khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Kiếm chủ nhân gian chậm rãi đứng dậy, ông ấy bước sang một bên, cười nói, chúng ta cùng đi. Diệp Quân gật đầu, cùng với Tịch Huyền đi theo kiếm chủ nhân gian. Kiếm chủ nhân gian liếc nhìn Diệp Quân, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng, cười nói, lần này có cảm nghĩ như thế nào? Diệp Quân trầm mặc. Kiếm chủ nhân gian cười nói, cứ nói đi không sao đâu. Diệp Quân nghĩ ngợi, sau đó trầm giọng nói, công đạo, tốt nhất nên nắm giữ trong tay mình mới là tốt. Kiếm chủ nhân gian hỏi, còn nữa không? Diệp Quân lắc đầu, ta quá yếu. Kiếm chủ nhân gian cười nói, thực lực mà, từ từ tích lũy, không ai vừa sinh ra đã là vô địch, chuyện gì cũng cần có một quá trình. Diệp Quân gật đầu, hắn do dự một lát, sau đó nói, tiền bối, lần này nhắm tới ta không chỉ có nhà họ An, còn có cả thư viện nữa, mặc dù ta chưa từng tới tổng viện, nhưng ta biết thư viện phân thành rất nhiều phe phái, có phe tông môn, phe thế gia gì đó. Bọn họ kết đảng tranh quyền đoạt lợi, phá hoại trật tự thư viện một cách nghiêm trọng. Kiếm chủ nhân gian gật đầu, khẽ nói, năm đó, có một số vấn đề đã được dự đoán trước rồi. Diệp Quân không hiểu, vậy tại sao ông không xử lý cho xong ngay từ năm đó đi? Kiếm chủ nhân gian cười nói, năm đó bọn họ cùng ta gây dựng Giang Sơn xong, nếu như ta ra tay giết bọn họ luôn thì có phải không được thỏa đáng lắm không? Diệp Quân trầm mặc. Kiếm chủ nhân gian tiếp tục nói, hơn nữa, năm đó bọn họ đều rất an phận, ta cũng không có lý do động tới bọn họ. Vậy nên sau này ta đã quyết định giao việc này cho con trai tương lai của ta xử lý. Diệp Quân do dự một lát, sau đó nói, tiền bối, đừng trách ta nói thẳng, ông làm người tốt, ông để con trai mình làm người xấu thì chẳng phải con trai ông sẽ trở thành kẻ xui xẻo sao? Kẻ xui xẻo. Kiếm chủ nhân gian đột nhiên phá lên cười. Diệp Quân liếc nhìn kiếm chủ nhân gian không biết suy nghĩ, lắc đầu, thầm thở dài, ai làm con trai ông đúng là đen đủi tám kiếp. Hắn cũng coi như nhìn ra được rồi. Người khác đều gài bẫy cha, kiếm chủ nhân gian này lại gài bẫy con. Kiếm chủ nhân gian đột nhiên cười nói, chàng trai, ta phải đi rồi. Diệp Quân vội vàng nói, tiền bối, ta có thể thỉnh cầu ông một việc được không? Kiếm chủ nhân gian gật đầu, cậu nói ta xem. Diệp Quân mở lòng bàn tay ra, kiếm hành đạo xuất hiện trong tay hắn, hắn nhìn kiếm chủ nhân gian, tiền bối, linh hồn vị hôn thê của ta ngày đó bị tổn hại nghiêm trọng, bây giờ nuôi dưỡng bên trong kiếm hành đạo, tiền bối có thể ra tay giúp ta làm cho muội ấy sống lại không? Vị hôn thê, Tịch Huyền ở bên cạnh liếc nhìn Diệp Quân, khẽ cúi đầu không nói gì. Kiếm hành đạo, kiếm chủ nhân gian cầm lấy kiếm hành đạo, nhìn kiếm hành đạo trong tay. Ông ấy khẽ cười rồi nói, đã lâu không được trông thấy nó rồi. Kiếm hành đạo khẽ rung lên, giống như đang hồi đáp. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Quân ngơ ngác. Kiếm chủ nhân gian biết kiếm hành đạo ư. Lúc này, trong cơ thể Diệp Quân, tiểu tháp từ từ bay ra, nó bay tới trước mặt kiếm chủ nhân gian, khẽ nói, tiểu chủ. Giọng nói chỉ có nó và kiếm chủ nhân gian nghe thấy. Kiếm chủ nhân gian nhìn tiểu tháp. Trong mắt ông ấy lóe lên vẻ phức tạp, sau đó khẽ nói, vất vả cho ngươi rồi. Lúc này, Diệp Quân phía bên cạnh đột nhiên hỏi, tiền bối, ông có quen tháp gia không? Kiếm chủ nhân gian cười nói, quen. Diệp Quân do dự một lát, sau đó nói, tiền bối, vậy ông có quen cha ta không? Kiếm chủ nhân gian chớp mắt, từng gặp vài lần, nhưng không quá thân quen. Diệp Quân trầm giọng nói, tháp gia nói cha ta đi ở rể. Là thật sao? Nghe vậy, vẻ mặt của kiếm chủ nhân gian đột nhiên đông cứng lại. Mẹ kiếp! Tiểu tháp đột nhiên hoảng hốt, vội vàng giải thích, tiểu chủ, chuyện này. Kiếm chủ nhân gian đột nhiên siết chặt tiểu tháp, xem ra ngươi không vất vả chút nào đâu nhỉ. Nói xong, ông ấy thẳng thừng quăng tiểu tháp về phía chân trời. Diệp Quân ngẩn ra, vội vàng nói, tiền bối, ông đây là... Kiếm chủ nhân gian cười nói, tháp gia này của ngươi sức khỏe không được tốt, ta giúp nó hoạt động gân cốt một tí. Diệp Quân, kiếm chủ nhân gian nhìn kiếm hành đạo trong tay, ông ấy trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi biết bội kiếm thanh huyền của ta chứ? Diệp Quân gật đầu, biết. Kiếm chủ nhân gian khẽ nói,
Linh hồn của cô nương bên trong thanh kiếm này cần bội kiếm của ta mới có thể phục hồi, người phải tới Tổng viện Thư viện tìm bội kiếm của ta. Diệp Quân liếc nhìn kiếm chủ nhân gian, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn đương nhiên không tin. Ban nãy linh hồn Tịch Huyền hoàn toàn vỡ vụn mà ông cũng có thể phục hồi, trong khi linh hồn của tiểu ca thì vẫn còn vẹn nguyên. Kiếm chủ nhân gian đột nhiên cười nói, đây dẫu sao cũng chỉ là kiếm khí ta lưu lại nơi này, không thể tồn tại quá lâu. Nghe vậy, Diệp Quân thấp giọng thở dài. Trong lòng hơi thất vọng. Đi tới Tổng viện Thư viện Quan Huyên. Hắn không muốn đi lắm. Kiếm chủ nhân gian nhẹ nhàng phủi bỏ lớp bụi trên vai Diệp Quân, khẽ cười nói, chàng trai, ta phải đi rồi. Trong mắt ông ấy có mấy phần không nỡ. Diệp Quân nhìn về phía kiếm chủ nhân gian, nghiêm túc nói, tiền bối, ta nhất định sẽ trở thành một kiếm tu lợi hại như ông. Nghe vậy, kiếm chủ nhân gian hơi ngẩn ra, sau đó nói, người muốn trở thành một kiếm tu lợi hại như ta sao? Diệp Quân gật đầu. Nghiêm túc nói, ông chính là mục tiêu đời người của ta. Mục tiêu đời người. Kiếm chủ nhân gian đột nhiên sững sờ, một giây sau, ông ấy đột nhiên phá lên cười một cách điên cuồng. Tiếng cười như sấm, vang vọng giữa đất trời. Khoảnh khắc này, cả Thanh Châu đều nghe thấy tiếng cười của kiếm chủ nhân gian. Khoảnh khắc này, kiếm hành đạo trong tay kiếm chủ nhân gian đột nhiên rung lên kịch liệt. Ở nơi sâu nhất của vũ trụ xa xôi kia. Một giọng nói vừa già nua vừa tang thương đột nhiên vang lên, không ngờ ngươi lại dùng phương thức này để phá thần. Ngươi sẽ đi bước này chứ? Đi! Không đi! Trên đỉnh núi Thương Lan, kiếm chủ nhân gian bật cười vô cùng vui vẻ. Khoảnh khắc này, ông ấy đột nhiên cảm thấy tất cả những chuyện mình từng làm đều xứng đáng. Là một người cha, chuyện vui nhất là gì? Đương nhiên là được con trai mình công nhận, hơn nữa còn coi là thần tượng. Khoảnh khắc này, ông ấy đang kiêu hãnh. Vô cùng kiêu hãnh. Còn kiêu hãnh hơn cả việc trở thành kiếm chủ nhân gian. Còn kiêu hãnh hơn cả phá thần. Lúc này, Diệp Quân hơi hoài nghi tiền bối. Kiếm chủ nhân gian khẽ xoa đầu Diệp Quân, cười lớn nói, chàng trai, cố lên. Nói xong, cơ thể của ông ấy dần trở nên hư ảo. Ông ấy không phá thần vào khoảnh khắc này. Mặc dù ông ấy chỉ cần tiến lên trước một bước là đủ để phá thần, thế nhưng ông ấy không làm như thế. Ông ấy phải bảo vệ cho chàng trai này một đoạn đường. Nếu không, lỡ như bây giờ gánh nặng kia đặt trên người chàng trai này thì cậu ấy sẽ khốn khổ tới mức nào nữa. Ông ấy không thể không biết suy nghĩ giống như người nào đó năm xưa. Nhìn kiếm chủ nhân gian ngày càng hư ảo, biểu cảm của Diệp Quân trở nên phức tạp. Lúc này, kiếm chủ nhân gian cười nói, cố gắng lên, ta tin ngươi, ngươi có thể trở thành một kiếm tu ưu tú giống như ta. Diệp Quân nghiêm túc gật đầu, ta nhất định sẽ làm được. Ha ha, kiếm chủ nhân gian phá lên cười, thật là một cậu thanh niên ưu tú. Không hổ là con trai của mình. Giống như nghĩ tới gì đó, kiếm chủ nhân gian liếc nhìn Tịch Huyền đang đứng bên cạnh trầm mặc, ông ấy mở lòng bàn tay ra, một tia sáng trắng tiến vào giữa ấn đường của Tịch Huyền. Tịch Huyền sững sờ. Kiếm chủ nhân gian cười nói, đây là một phần kế truyền của cổ nhân, hy vọng giúp đỡ được cho cô. Tịch Huyền lập tức cúi rạp người hành lễ, đa tạ kiếm chủ. Kiếm chủ nhân gian khẽ cười, sau đó nhìn về phía Diệp Quân, chàng trai, sau này lại gặp. Nói xong ông ấy cũng hoàn toàn biến mất. Diệp Quân đứng nguyên tại chỗ, im như hến. Đi rồi. Lúc này, một tia sáng màu vàng đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Quân. Chính là tiểu tháp. Diệp Quân kinh ngạc, tháp gia. Tiểu tháp bình tĩnh nói, ừ. Diệp Quân hỏi, tháp gia, ngươi không sao chứ? Tiểu tháp bình thản nói, ta có thể có chuyện gì được. Ban nãy chỉ ôn lại chuyện cũ với kiếm chủ thôi. Nói xong, nó hóa thành một tia sáng màu vàng tiến vào trong cơ thể Diệp Quân. Ôn lại chuyện cũ. Diệp Quân khẽ nói, tháp gia, ngươi thật sự có quen biết với kiếm chủ nhân gian. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi đang chém gió đấy. Tiểu tháp trầm mặc. Nó rất muốn nói, ta không chỉ có quen biết với kiếm chủ nhân gian mà ta còn quen biết với cả nhà của ngươi, hơn nữa còn rất thân. Thấy tháp gia im lặng, Diệp Quân cũng không hỏi thêm gì nữa, hắn quay người đi tới trước mặt Tịch Huyền, đang định lên tiếng thì Tịch Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, ta đi đây. Nghe vậy, Diệp Quân ngẩn ra. Tịch Huyền nhìn Diệp Quân một lát,
sau đó nói, huynh không cần cảm thấy nợ ta cái gì, ta thích huynh, đó là việc của ta, hơn nữa việc ta thích huynh không nói lên rằng huynh phải thích ta. Huynh, bảo trọng. Nói xong, cô ấy quay người rời đi, biến mất hút. Diệp Quân đứng sững sờ tại chỗ. Hắn muốn nói gì đó, nhưng tới cuối cùng vẫn không nói ra được gì. Diệp Quân cứ đứng mãi, rất lâu không lên tiếng. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, thích cô ấy à? Diệp Quân trầm mặc không nói. Tiểu Tháp đang định nói gì đó, Diệp Quân đột nhiên lên tiếng, ta thấy hơi nhớ nhà rồi. Nhà, Nam Châu. Diệp Quân quay người đi xuống núi, mặc dù vết thương của hắn đã bình phục được tương đối. Hơn nữa không biết kiếm chủ nhân gian đã cho hắn dùng năng lượng gì, cánh tay của hắn thậm chí cũng bình phục như ban đầu. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người ở Thư viện Thanh Châu, Diệp Quân chậm rãi đi xuống núi. Lúc này đương nhiên không có ai dám ngăn cản. Tiếp theo đây, phe thế gia và phe tông môn nên đối đãi với Diệp Quân thế nào đây? Vô số người đang có mặt cũng như đang ẩn nấp trong bóng tối đều hiếu kỳ. Đương nhiên, có thể chắc chắn rằng chẳng bao lâu nữa, lệnh truy sát của thư viện dành cho Diệp Quân có lẽ sẽ bị hủy bỏ. Đúng lúc này, Diệp Quân đi tới chân núi đột nhiên quay đầu nhìn một cậu thanh niên phía bên cạnh, Tiên Bảo Các ở đâu? Muốn quay lại Nam Châu đương nhiên phải đi trận pháp dịch chuyển. Thanh niên do dự một lát, sau đó nói, Diệp công tử, ta dẫn ngươi đi. Nói xong, y nhảy lên trên khoảng không, đi trước dẫn đường. Diệp Quân khởi động ngự kiếm, đi theo cậu thanh niên biến mất ở phía chân trời. Mọi người đang có mặt đưa mắt nhìn nhau. Chẳng mấy chốc, Diệp Quân đã theo cậu thanh niên tới được Tiên Bảo Các, vừa tới Tiên Bảo Các, một ông lão đã bước ra ngoài. Diệp Quân nhìn ông lão, ta muốn đi Nam Châu. Ông lão do dự một lát, sau đó nói, Diệp công tử, người vẫn đang ở trong danh sách đen của Tiên Bảo Các bọn ta không thể phục vụ cho ngươi. Diệp Quân trầm mặc, vẫn trong danh sách đen ư? Diệp Quân trầm mặc không nói gì. Lẽ nào mình vẫn cần ngồi tàu vũ trụ trở về? Diệp Quân nhìn Tiên Bảo Các trên đỉnh đầu, khẽ gật đầu, nhưng không hề tức giận. Người ta không phục vụ mình là chuyện của người ta, hắn không có lý do để tức giận. Ở trước mặt Diệp Quân, ông lão quản sự cũng hơi do dự. Ông ta đương nhiên biết chuyện của Thư viện Thanh Châu. Kiếm chủ nhân gian đã hiện thân để đảo ngược tình thế cho Diệp Quân, đồng thời đánh giá cao Diệp Quân. Trong tình huống bình thường, Tiên Bảo Các cũng nên loại Diệp Quân ra khỏi danh sách đen, hơn nữa phải cố gắng lôi kéo hắn mới phải. Nhưng Tiên Bảo Các đã không làm vậy. Ông ta là quản sự của Tiên Bảo Các Thanh Châu, đương nhiên biết nhiều chuyện hơn người khác. Đừng thấy Diệp Quân đã được kiếm chủ nhân gian lật lại bản án mà lầm. Thực ra, Thư viện và Tiên Bảo Các vẫn có thể áp chế Diệp Quân. Tại sao ư? Bởi vì người mang thiên mệnh. Người mang thiên mệnh đã đến Tổng viện của Thư viện Quan Huyên. Người mang thiên mệnh đã nói nếu Thư viện thu nhận Diệp Quân thì gã sẽ rời khỏi Thư viện. Nói một cách đơn giản, có gã thì không thể có Diệp Quân thì không có gã. Điều này khiến Thư viện vô cùng khó xử. Tại sao ư? Vì đó là người mang thiên mệnh. Trong thư viện, các tông môn và thế gia đều không thích Diệp Quân, nhưng thư viện vẫn rất hy vọng Diệp Quân sẽ gia nhập thư viện. Tuy nhiên bây giờ, một lời của người mang thiên mệnh đã khiến phe duy nhất ủng hộ Diệp Quân là thư viện cũng phải khó xử. Còn phe thế gia và phe tông môn lại vô cùng vui mừng. Người mang thiên mệnh và Diệp Quân đối đầu thì bọn họ đương nhiên rất vui, bởi vì bọn họ đã có thù oán với Diệp Quân, nếu Diệp Quân gia nhập thư viện thì đồng nghĩa với việc nuôi địch trong nhà. Nhưng vì kiếm chủ nhân gian đã lật lại bản án cho Diệp Quân, phía thư viện cho Diệp Quân gia nhập thì bọn họ không có lý do gì để ngăn cản. Có điều, bây giờ, người mang thiên mệnh đã ra mặt. Có Diệp Quân thì không có gã. Có gã thì không có Diệp Quân. Lựa chọn thế nào đây? Thực ra thư viện đã có sự lựa chọn rồi. Người mang thiên mệnh, thân phận này thật sự quá đặc biệt. Dù sao kiếm chủ nhân gian cũng chỉ lật lại bản án cho Diệp Quân chứ không hề thu nhận Diệp Quân làm đệ tử, nếu ông ấy thu nhận Diệp Quân làm đệ tử thì mọi chuyện đã khác. Nhưng điều này đã không xảy ra. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là kiếm chủ nhân gian chỉ tán dương Diệp Quân mà thôi, điều này cũng nằm trong dự đoán của mọi người. Dù sao kiếm chủ nhân gian là kiếm tu, Diệp Quân cũng là kiếm tu,
kiếm chủ nhân gian đánh giá cao kiếm tu trẻ tuổi cũng là chuyện bình thường. Từ một góc độ nào đó, không thu nhận Diệp Quân làm đệ tử cũng có thể hiểu chỉ là sự tán dương, chứ không quá coi trọng Diệp Quân. Lúc này, Diệp Quân quay người rời đi. Ông lão quản sự do dự rồi nói, Diệp công tử, xin dừng bước. Diệp Quân quay đầu nhìn ông lão quản sự, ông lão nói, Diệp công tử, ta có chuyện cần nói với ngươi. Diệp Quân gật đầu, mời tiền bối nói. Ông lão quản sự nói, Diệp công tử, người còn nhớ người mang thiên mệnh không? Diệp Quân khẽ gật đầu, đương nhiên là nhớ. Ông lão quản sự khẽ thở dài, cậu ta đã đến tổng viện của thư viện Quan Huyên, nói rằng có cậu ta thì không có ngươi, có ngươi thì không có cậu ta. Vì vậy, mặc dù kiếm chủ nhân gian đã lật lại bản án cho ngươi, nhưng thư viện khả năng cao vẫn sẽ không cho ngươi gia nhập tổng viện, tiền bảo các cũng sẽ cho ngươi vào danh sách đen. Diệp Quân trầm lặng. Đây là điều hắn không ngờ tới. Người mang thiên mệnh này thật khó chơi. Đánh nhau bình thường thua rồi bây giờ lại chơi chiêu này. Mẹ nó! Lẽ ra lúc đầu phải giết hắn bằng mọi giá rồi lấy luôn nhẫn không gian. Ông lão quản sự nói tiếp, Diệp công tử, ta nhận được tin tức, hiện giờ tổng viện đang đoán rằng người mang thiên mệnh là con trai của kiếm chủ nhân gian. Tiểu tháp! Diệp Quân nhíu mày, con trai của kiếm chủ nhân gian ư? Ông lão quản sự gật đầu, đúng vậy, nhưng chỉ là suy đoán mà thôi. Mọi người vẫn chưa xác nhận được thân phận của cậu ta. Diệp Quân suy nghĩ rồi thầm nói, tháp gia, kiếm chủ nhân gian là người tốt, người nói xem sau này ta giết con trai của ông ta, thì ông ta liệu có báo thù ta không? Tiểu tháp im lặng. Thằng ngu ngốc này, nếu ngươi tự sát thì ông ấy chắc chắn không thể báo thù ngươi. Ông lão quản sự nói tiếp, Diệp công tử, nhà họ An không thể so sánh với người mang thiên mệnh, dù sao mỗi đời của người mang thiên mệnh đều gần như vô địch trong thiên hạ. Hơn nữa kiếm chủ nhân gian cũng là người mang thiên mệnh, trong hình huống này, cậu ta nhắm vào ngươi thì ngươi sẽ càng khó khăn hơn trước. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Ông lão quản sự nói tiếp, bây giờ là lúc chọn phe phái, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đứng về phía người mang thiên mệnh, bao gồm cả tiên bảo các, vì vậy, Diệp công tử hiểu ý ta chưa? Diệp Quân gật đầu, ta hiểu, ta lại thiệt thòi rồi. Ông lão quản sự lắc đầu cười, Diệp công tử. Ông ta ngập ngừng như đang suy nghĩ gì đó. Diệp Quân nghiêm túc nói, tiền bối cứ nói thẳng, ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Nghe vậy, ông lão quản sự hơi ngạc nhiên, chàng trai này thật hiểu chuyện. Ông ta thích nói chuyện với người thông minh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 13.